Hôm nay phòng Zoom của chúng ta hiện tại thì rất là ấm cúng, mình mới có 26 anh chị em. Thì rất là hy vọng rằng là anh chị em mình hãy gửi các cái link Zoom này để cho đồng đội của mình nhé. Đây là một cái chương trình là mình thấy là rất là hay và thú vị với những cái người mà quan tâm đến cái lai hàng về chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là cái hệ dược của chúng ta ấy. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn vàng để chúng ta có thể phát triển cái kinh doanh của mình, vì đó là cái giai đoạn mình gần Tết và sau Tết thì tất cả mọi người đều quan tâm đến cái việc mà đến sức khỏe và đặc biệt là đến cái đường tiêu hóa, đúng cả nhà. Vì thế nên là đây là một cái chương trình mình có thể giúp cho chúng ta có thể phát triển cái doanh số của mình trong cái phát triển cái kinh doanh của mình, nhất là với cái line hàng này. Vì thế là mình hy vọng rằng là anh chị em mình hãy gửi cái link Zoom cho đồng đội của mình nhé, cho những cái khách hàng mà có cái nhu cầu quan tâm mình có thể gửi luôn cũng được. Mình sẽ để cho anh chị em mình khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu chương trình nhé. Mình tranh thủ cái thời gian này mình hãy gửi cái link Zoom này giới thiệu cho cái đồng đội của mình cũng biết nhé. Vì đây là cái chương trình là không biết là anh chị em mình đã xem cái banner chưa? Mình biết là hôm nay là mình có cái chương trình gì chưa? Đây là cái chương trình là sẽ giúp cho các đại lý của Dropy chúng ta có thể là phát triển cái việc kinh doanh với lại cái khả năng tiếp cận khách hàng một cách nhẹ nhàng nhất. Và đặc biệt là với cái dòng sức khỏe với là các cái sản phẩm của Orifarmate, đúng cả nhà. Mọi người trong Zoom mình thì cũng xuất hiện cũng khá thường xuyên với lại nhà Orifarmate, thì không biết là trong Zoom này của anh chị em mình thì có ai chưa biết mình không ạ? Mọi người điền cho mình số 0 nếu mọi người không chưa biết đến mình, hoặc là bạn đã biết rồi thì cho mình số 1 để mình test mic là 1 với 2 để mình xem là khá nhiều bạn đúng không? Khá nhiều bạn chưa biết đến mình thì cho phép là mình xin phép được ly cười rất là tươi đúng không? Mình cứ nghĩ như là mình cũng khá nổi tiếng rồi đấy. Mình cũng xin phép là mình được giới thiệu qua một xíu. Mình tên đầy đủ là Vũ Thị Minh. Cái nick mình thường dùng là Minh Vũ. Đến với Dropy cũng được 1 năm rồi. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ở Dropy 1 năm thì mình cũng tiếp cận với Orifarmate là cũng ngay từ đầu, và đây là một cái dòng sản phẩm mà mình rất là yêu thích, và đặc biệt là với cái sản phẩm ban đầu mà nhà Orifarmate đưa lên, đó là cái viên nhai mà BioPlus ấy. Không biết là trong Zoom này anh chị em mình đã có những ai trải nghiệm BioPlus rồi thì mọi người cho mình xin số số 6 đi. Đã ai đã từng dùng sản phẩm này và thấy rất là thích không? Với mình thì cái viên nhai này thì cực kỳ là yêu thích luôn. Nó vừa cái yêu về cái vị của nó rất là ngon thơm, mà nó còn cả cái hình dáng cũng rất yêu luôn. Và cái này là mình mang theo bên người rất là tiện nhé. Kể cả các anh nam mà khi mà các anh nam mà hay cuối năm này này, nhất là cuối năm này hay phải đi tiếp khách ấy, thì mình cứ bỏ vào trong túi mình một vài viên nhai thì sẽ cực kỳ có hiệu quả trước khi mà mình dùng quá chén đi mọi người. Thì đấy là ông xã thì mình cũng đã từng trải nghiệm rồi, và đây là một cái kinh nghiệm từ chính bản thân và gia đình mình, đây là có chia sẻ một xíu với anh chị em mình như thế. Có rất là nhiều người điền số 6 để chứng tỏ là viên nhai này rất được yêu chuộng đúng không cả nhà. Và sau viên nhai thì mình cũng đã trải nghiệm cái BioPlus ấy. Thì cũng rất là thích luôn, vì là cái vị của BioPlus nó ngậy của sữa cũng rất yêu. Không, mình thì hay dùng là cái gói đó là mình đổ thẳng vào miệng và mình ngậm. Không biết là anh chị em mình có cái cách sử dụng như thế không? Ai có cái cùng cách sử dụng với mình ý thì cho mình xin số 2 đi. Mình thử thử hay là có mỗi mình hay dùng như thế. Đúng rồi, vẫn có nhiều bạn mà thích dùng cái cách này đúng không ạ? Để không mất thời gian của anh chị em mình thì mình sẽ bắt đầu chương trình luôn, để cho không bị hụt thời gian nhé. Trong Zoom của chúng ta thì đã có ai mình đã từng trải nghiệm các cái sản phẩm của BioPlus mà mình có những cái ấn tượng đặc biệt không cả nhà? Mình có thể là xung phong mình lên, mình chia sẻ cái kinh nghiệm cho những anh chị em nào mình chưa chưa trải nghiệm, chưa biết đến dòng sản phẩm Orifarmate không ạ? Có ai nếu mà mình đã có cái trải nghiệm rồi mình giơ tay lên mình chia sẻ cùng với Zoom nhé. Mình sẽ nhờ hot spotlight bạn nào giơ tay ạ? Mình có thấy là bạn Hòa Hồng Hoàng, bạn giơ tay ạ? Bạn Hồng Hoàng. Thì xin phép được mời bạn Hồng Hoàng nhé.
Xin nhờ host mình spotlight bạn Hồng Hoàng lên nha. Bạn có thể là chia sẻ cái cảm nhận của bản thân về cái trải nghiệm của dòng sản phẩm này. Em thấy rằng là dòng sản phẩm này rất là tốt ạ. Vì em tư vấn cho rất nhiều khách hàng ấy đều phản hồi rất là ok về sản phẩm. Em sử dụng cho rất nhiều đối tượng khách hàng ấy, đều về điều trị dạ dày cũng có, về táo bón cũng có, về cái trẻ kém hấp thu cũng có. Và tất cả các khách hàng mà em tư vấn cho sử dụng thì phản hồi rất tốt rằng là Osacon chị ăn tại đây tốt lắm. Rồi là dạ dày của chị dạo này không thấy đau mà không bị trào ngược dạ dày nữa. Đấy, tất cả các dòng sản phẩm của mình thì em thấy là khá là ok khi mà em tư vấn cho khách hàng dùng đều phản hồi rất là tốt như vậy. Xin hỏi bà Hoàng ơi, Hoàng cho mình hỏi là Hoàng hiện tại đang đang làm bên lĩnh vực gì Hoàng nhỉ? Em làm lĩnh vực y tế ạ. Ồ, thế tuyệt vời quá. Thế là một bác sĩ mà đã lựa chọn cái dòng sản phẩm Orifarmate thì mọi người biết là bác sĩ đã phải nghiên cứu rất kỹ trước khi mà giới thiệu tư vấn lại cho bạn nhân đúng không cả nhà? Và có một cái đặc điểm em thấy là tuyệt vời hơn nữa là nó dùng được để giảm cân. Nói thật với mọi người rằng là em tập có nghĩa là em tập kim ạ. Rất nhiều nhưng mà không thể giảm được cái vùng bụng dưới của mình. Mà sau khi em biết đến sản phẩm ấy thì chỉ sau 5 ngày thôi mà cái vòng bụng dưới của em đã giảm được đến 5 cm thì em thấy là quá tuyệt vời ạ. Vì là thực sự vùng bụng của mình nó là rất là khó để giảm. Mà em tập ra cực kỳ kiên trì đấy. Thế mà cũng không giảm nổi. Chỉ sử dụng xong 5 ngày sản phẩm thôi mà em đã giảm được đến 5 cm. Mà rất nhiều người em tư vấn cho dùng thì các vòng bụng của họ cũng lỏng đi và đến cái giai đoạn mỡ đốt hết được mỡ mỡ lỏng ấy sang giai đoạn đốt mỡ cứng thì họ thấy là ôi sao sao bụng của chị giảm khá nhiều em ạ. Vâng, chị có kiên trì trong 21 ngày thì chị giảm vòng bụng của chị sẽ giảm rất là ok. Thế là rất nhiều người đã từ người nọ mách cho người kia và em đã bán được rất nhiều sản phẩm giảm cân cho họ và họ đã quay lại cảm ơn mình rất là nhiều ạ. Vì thật sự là với những đối tượng mà giảm cân ấy, thì họ rất khó để giảm được vùng bụng. Nhưng mà mình đã làm được điều đó cho họ mà họ họ thấy rằng là rất là tuyệt vời vì điều đó. Đấy, cho nên là em thấy là dòng sản phẩm của mình rất là ok ạ. Tuyệt vời quá đúng không cả nhà? Vâng. Một cái dòng sản phẩm mà bổ sung lợi khuẩn nhưng mà lại có thể hỗ trợ được giảm cân. Và cái việc mà giảm cân rất là nhiều bạn mà mình biết rằng là rất khó trong cái việc mà giảm cân, trong cái lộ trình giảm cân mà họ dùng rất là nhiều các cái phương pháp rồi. Thế nhưng mà như như bạn Hồng Hoàng vừa chia sẻ đấy, có 5 ngày mà đã giảm được bao nhiêu phân, 5 phân này? Em đã giảm Tuyệt được vời quá 5 cm. đúng không cả nhà? Và trong tuần đó là em không đi tập nữa nha. 5 cm. Vâng, trong tuần đấy là em nghỉ tập luôn vì là em thứ nhất là mình cũng bận ấy ạ. Thế là em nghỉ luôn hoàn toàn tập và em chỉ dùng sản phẩm 4 gói lắc King Gold một ngày đấy. Vì em là em không thể thể dạng là dạng béo mà em chỉ là bụng em to thôi vì mình sau sinh ấy ạ. Sau sinh mổ thì tất cả các cơ bụng của ai cũng to ấy và mình cũng ngồi nhiều ít thế là bụng mình to ra. Thế cho nên là khi em sử dụng đến Lucky Gold, em chỉ dùng đến 4 gói một ngày thôi. Là em thấy là bụng của em lỏng và giảm đi khá đáng kể. Và khi mà em quay lại phòng tập, em nhờ các bạn ấy đo lại thì ôi trời ơi, kết quả thật là kinh ngạc luôn vì mình đã giảm được tận 5 cm. Quá là tuyệt vời đúng không cả nhà? Mình là sản phẩm của sản phẩm, vì thế là mình chia sẻ cũng sẽ rất là tự nhiên đúng không Hồng Hoàng? Vâng, Cảm ơn em Hồng sử Hoàng rất dụng là nhiều. thì rất nhiều người tự nhiên thấy mình gầy đi ạ. Ôi sao dạo này bụng gầy giảm thế nhở? Vâng, em có bí quyết đấy, chị có muốn giảm giống em không? Thế là họ tự tin tưởng mình, họ bảo ok, chị muốn Tết này chị mặc váy body, cho nên mày giúp chị. Thế là mình tư vấn rất là nhẹ nhàng mà khách hàng cũng tin tưởng mình hơn. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Cảm ơn bạn Hồng Hoàng rất là nhiều với cái chia sẻ tuyệt vời vừa rồi. Mọi người hãy gửi bông gửi hoa, mình cảm ơn bạn Hồng Hoàng nhé. Mọi người thấy cái chia sẻ của bạn ấy tuyệt vời không cả nhà?
Rất là hay đúng không cả nhà? Mình là sản phẩm của sản phẩm, mình chính mang cái trải nghiệm của chính bản thân mình, và như thế thì mình đi chia sẻ nó cũng rất là nhẹ nhàng tự nhiên thôi đúng không cả nhà? Và mình cũng xin phép được mời một bạn trong Zoom nữa để mình có thêm cái chia sẻ của trải nghiệm nhất cả nhà. Và mình có thấy rằng là trong Zoom của chúng ta hiện tại là đang có bạn Phan Thủy. Bạn Phan Thủy đang giơ tay thì mình có thể nhờ bạn Phan Thủy mình chia sẻ nhanh ngắn gọn trong khoảng 2-3 phút nhé. Xin xin mời Phan Thủy. Em chào chị, em chào cả nhà. Đầu tiên em có rất là nhiều trải nghiệm với lại men vi sinh ở bên nhà mình ấy. Đầu tiên là phải kể đến đó chính là chị gái em ạ. Chị gái em thì dùng kháng sinh từ nhỏ nên là cái cơ quan tiêu hóa của chị bị phá hủy ạ. Đến mức độ mà có những lúc mà chị ăn một bát cơm chị nhai trong vòng 2 tiếng nhưng mà khi ăn xuống thì lại không tiêu hóa được. Thì chị bảo em là có một cái dòng men nào có thể hỗ trợ không thì em lấy men cái viên ngậm ấy, Bio Plus ấy, thì chị dùng xong một hộp là chị đỡ, và xong đấy là đến bây giờ là dùng đến hộp thứ ba rồi, cái tình trạng giống như trước thì nó không còn nữa. Đấy là cái trải nghiệm thứ nhất. Trải nghiệm thứ hai đấy là chính là bạn nhỏ nhà em, thì mà em có bạn thứ hai là bạn ý ăn no là bạn ấy rất là hay bị nôn, bạn ấy nôn ra hết nên là nhiều khi là em không dám cho bạn ấy ăn nhiều ấy ạ. Nhưng mà từ khi dùng men dùng được nửa tháng thì cái tình trạng nôn của bạn ấy không còn, và bây giờ thậm chí là có những hôm là ăn nửa bát ô tô cơm mà không không bị vấn đề gì cả. Đấy là trải nghiệm thứ hai. Còn trải nghiệm thứ ba đó là tuần vừa rồi thì em có một khách hàng, đấy là bạn bé, bạn ấy bị táo bón từ 1 tháng tuổi và bây giờ bạn ấy 7 tuổi. Mẹ bạn ấy sử dụng rất là nhiều sản phẩm để hỗ trợ cho táo bón rồi nhưng mà nó không hiệu quả. Mẹ bạn ấy bạn ấy sử dụng được 2 ngày thì bạn ấy đi 3 lần trong ngày hôm đấy, và mấy ngày hôm sau thì đi bình thường, và phân nó ngày trước thì phân kiểu phân giống dạng phân dê á chị, nhưng mà bây giờ thì không bị như thế nữa, phân rất là đẹp. Và mới ngày hôm kia thôi thì em cũng có một bạn ấy là bạn ấy bị rối loạn lợi khuẩn đường ruột đấy, thì bạn ấy uống 100, bạn ấy 11 tháng và bạn ấy uống 100 ml sữa nhưng mà 2 tiếng sau thì vẫn không tiêu hóa được hết sữa. Thì em cũng cho bạn ấy uống kít lắc. Ngày đầu tiên bạn ấy uống thì cái phân của bạn ấy mùi khắm giống như mùi mắm tôm ấy ạ. Ngày thứ hai thì nó đỡ hơn nhưng nó vẫn có mùi màu vàng của gấc. Nhưng mà đến ngày thứ ba thì là con đi phân kiểu bình thường rồi ấy. Nên là em rất là yêu thích cái dòng men của bên nhà mình. Thật sự là thần tượng luôn ấy ạ. Phần chia sẻ của em là Cảm hết ơn rồi. Phan Thủy. Đúng rồi, đã dùng mà mình đã thấy cái sản phẩm nó tuyệt vời rồi thì là mình yêu, và mình cứ lan tỏa chính cái tình yêu đó tới khách hàng đúng không các bạn? Dạ, đúng ạ. Đúng không Thủy? Khi mà mình nói Dạ. bằng tình yêu của mình thì mình nói cả ngày không hết được đúng không? Thì Đúng thôi rồi, cảm ơn Thủy, là thời gian có em. hạn nên là mình sẽ có một cái Zoom nào đó thì sẽ mời Thủy có thể tha hồ mình chia sẻ những cái cảm nhận, cái tình yêu của mình tới với cái dòng sản phẩm tuyệt vời này nhé. Dạ Cảm vâng. ơn Thủy rất là nhiều. Dạ. Và mình xin được phép mời một bạn nữa, một quát 3 sao, cũng có cái trải nghiệm rất là thú vị với cái dòng sản phẩm này, đó là bạn Trang. Xin được phép mời Trang nhé. Trang có thể chia sẻ cùng anh em trong Zoom mình về cái cảm nhận của Trang nhé. Nhờ nhờ host spotlight bạn Trang lên hộ mình cái. Chào Trang. Dạ rồi, anh chào cả nhà. Hôm nay em hôm hôm qua em đi làm đẹp á, nên là cái mặt nó hơi ghê, mọi người nhìn đừng có sợ. Vẫn xinh lắm Trang ơi. Dạ, cảm ơn chị Bình. Dạ, em chào cả nhà ha. Thì em thực sự, em cũng giới thiệu sơ, em tên là Thùy Trang, em đến từ Đồng Nai vậy. Chào chị Trúc Ly. Đó, mà cũng tình cờ là cái men vi sinh này thì nói chung hồi trước giờ thì Trang cũng ít quan tâm lắm mọi người, bởi vì tính ra cái tiêu hóa với đường ruột của Trang thì rất là ok luôn, nên thành ra những cái men này nó cũng không có Trang quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà có một lần á, là Trang đứa cháu của Trang á, là đợt đó là nó bị ăn cái gì đó mọi người, mà không biết sao nó khóc quá trời luôn, nó kêu khó chịu trong bụng á, nó la lối, xong rồi mẹ nó kêu chị ơi nó nằm trong nhà,
nó không chịu ăn, nó khóc, nó mà cái con bé thằng cu đó thì nó bị đường ruột lâu rồi mọi người. Thì bữa đó thì em thì thấy bé Hưng nó hay cho con nó uống á, cái sau này em mới kêu thôi để đặt một hộp về cho cháu thử xem. Thì trời ơi, nó khen, nó kêu xong một bữa đó chị đưa cho nó một gói mà hên sao trong giỏ của mình á, lúc đó mình đi biển về mình cũng có xách xách mấy gói về mình đi biển, xong còn dư thì bữa đó đi về dưới dưới quán thì có cái khai trương của cậu nó đó, rồi xong rồi cái ở đó thì thằng cu ở trong buồng nó cứ khóc nó không chịu ra, thế là mẹ nó cứ nói được, xong rồi mình xách vô cho nó ngậm một chút xíu khoảng tầm 7 đến 10 phút thôi mọi người. Mà lúc đó mình sợ nó sặc á, mình phải bộ đổ ra cái muỗng xong rồi đổ vào cái miệng mà nó, con ngậm 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 từ từ nha, dẹo cho hồi nó tung tăng nó chơi, trời ơi nó thích gì đâu á. Rồi xong rồi qua cái đó là vẫn tiếp tục mua sử dụng cho cháu của mình thôi, thực sự là mua cho cháu của mình thôi và mẹ của nó cũng mua. Thế là tới một cái thời gian mà mình thấy chỗ mà bé 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 Hân với Hạnh rồi đó quay cái video gì giảm cân đó, mình nói trời sao nó tuyệt vời quá vậy, mà cái bụng của Trang thì thật sự luôn là cái bụng dưới của Trang nó ghê lắm mọi người, có nghĩa cái lớp mỡ nó dày thế này nè. Thì đang thấy là anh Vinh anh có qua có chia sẻ mấy cái liệu trình mà giảm buổi sáng ví dụ như lúc mình đói có thể là mình ăn uống đồ nhiều đúng không, nhưng mà riêng cái men này nè, ví dụ buổi sáng mà mình đói á mà mình chưa kịp ăn gì á, mình cũng có thể ngậm nó 2 gói, xong đó cái bụng của mình nó rất là êm luôn. Và Trang có cảm giác là coi như là đi qua hết 3 ngày, 3 4 ngày đầu tiên mà giống như anh Vinh hướng dẫn á, thì Trang không hề mệt chút nào luôn. Em rất muốn học bán hàng hả? Thì nói chung là hôm nay ta sẽ chia sẻ trước đó, thì cái đó mọi người Trang thấy nó sao nó tuyệt vời vô cùng tuyệt vời luôn. Trang nói ủa sao nó cũng hay dữ, người ta có cái gói này nè mà Trang nghiện nó luôn mọi người, Trang nghiện nó lắm luôn rồi đó. Bây giờ hả, nhiều khi Trang ngậm một gói xong thằng ngậm gói nữa, chồng hồi đi qua về Trang lại ngậm thêm gói nữa, Trang thích đến mức độ mà giờ Trang còn như em bé luôn á, đừng nói mình người lớn nữa, mà rất là thơm rất là ngon luôn, mà cảm giác bụng nó rất là dễ chịu đó. Thì qua những cái mà Trang Trang cảm thấy được ở trong cái sản phẩm đặc biệt của sản phẩm men Đắc Linh Gold này nè, thì Trang có mấy chị đồng nghiệp ở trong trường của Trang á, rồi ở trong trường của Trang á là bị dạng như là ăn hay khó tiêu nè, rồi dạ dày không ăn cũng cũng đau mà ăn vô nó cũng đau nữa. Cái Trang nói xuống đây đi, chạy xuống đây, xong Trang đưa cho mấy gói lên rồi ngậm liền đi, xong rồi lo đặt đi về mà ngậm đi, một thời gian thấy bụng nó êm liền à. Trời ơi, thì cái chị đó chị xuống chị nói vậy hả, chị được được đưa cho mấy gói thì chị đã ngậm một gói rồi mọi người, tại vì hôm đó có 2 gói chị tiết kiệm ngậm một gói thôi. Cái chập hồ chị nhắn tin thôi, chị nói ừ cái này cũng hay dữ ta, thấy nó nhỏ nhỏ thấy nó có cái gì đâu mà ngậm vô thấy cái dạ dày nó êm êm mọi người. À, êm á nó em á, mình xưng chị đó bằng chị mà chị xưng mình bằng em mà, cái mình em nói mọi người rồi cứ tin em đi, trời ơi, em nghiện nó luôn á, sợ không có tiền mà ngậm mà uống nó thôi đó. Thì mọi người có tin không, em coi như em uống em ngậm là tới 4 ngày, tới ngày thứ 5 á là em đo cái vòng vòng bụng của em kêu là trời ơi từ 84 mà giờ giảm còn có 80 cm à. Em nói anh Vinh ơi em giảm 4 cm rồi, anh kêu wow. Mà mình thực sự là mình rất khoái đó mọi người, tới bây giờ là nguyên ngày hôm qua mọi người biết không, mình đi đi công việc á là mình cũng đâu có ăn được đủ bữa đâu, đi phần quá giờ không à, thế là mình cứ thế mình lấy mình ngậm mà thật cũng hay, thấy một điều hay nó không có bị lả người, nó không bị mệt người. Mà trước giờ là anh Vinh sợ mình giảm cân trong 21 ngày đó sẽ bị lả người mệt người á, thì phải kèm theo sâm đúng không, mình chưa hề uống sâm lần nào luôn, mình chưa hề uống sâm luôn, bởi vì nhà mình có mật ong á nên mình không có mua sâm. Thành ra mình thấy cái này rất là hay, mọi người cứ ráng chia sẻ rộng rãi. Mình thì thực sự mình đang đang là chế độ giảm cân,
nhưng mà mình thì lại chưa có đơn giảm cân mọi người, nhưng mình có đơn tiêu hóa men đường ruột với những cái triệu chứng mà dạng như về 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 cái dạ dày á là mình có rồi. Còn riêng mà cái giảm cân á là mọi người cứ bắt là chờ mình, nếu mà mình thành công bắt đầu mọi người mới chịu mới tin. Thành ra là hôm nay mình dáng lên nha Trang. Mình sẽ dáng lên thì cái này thì mình mới mà, mình mới thì bao giờ cũng thế, mình sẽ mang cái trải nghiệm chính bản thân mình đúng không? Mọi người thấy là cái sản phẩm của mình tuyệt vời không? Dùng được hỗ trợ rất là nhiều để hỗ trợ cho sức khỏe đúng không? Về cho đường ruột của chúng ta tốt hơn, cho người lớn, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, nam giới đều cần. Và bây giờ mình còn có là cái chương trình, cái liệu trình hỗ trợ 21 ngày giảm cân. Mà cái chương trình này thì nó tuyệt vời vô cùng luôn cả nhà. Mình đã theo dõi các cái đồng đội của mình mà đã trải nghiệm và mình thấy là tuyệt vời cực kỳ luôn mọi người ạ. Không biết là những ai mà mình đang có cái nhu cầu mà mình giảm cân mà mình chưa tìm được cái liệu pháp nào, hãy thử nha, hãy đến với lại cái chương trình group 21 ngày giảm cân thuận tự nhiên cùng với lại cái men vi sinh đường ruột tuyệt vời của chúng ta nhé. Mình đã thấy được những kết quả mà mình chưa thể ngờ, không bao giờ mình ngờ được có một cái kết quả mà chỉ 21 ngày giảm có 4 cân thôi nhưng cái vòng bụng giảm 16 cm. Mọi người thấy có tuyệt vời không? Cái kết quả mà đến mình cái lúc đầu khi mà nói là cái sản phẩm của chúng ta có thể hỗ trợ giảm cân là chính bản thân mình cũng còn nghi ngờ. Mình còn bảo là không biết là cái dựa vào cơ chế nào để có thể hỗ trợ được như thế. Nhưng mà mình đã chứng kiến hai đồng đội của mình giảm cân một cách ngoạn mục và đến bây giờ thì thực sự là yêu cái sản phẩm này vô cùng luôn. Và bản thân mình sau đó thì mình cũng đã trải nghiệm với cái lộ trình là mình tăng cân và giảm vòng eo. Cũng xin chia sẻ với mọi người là trong 21 ngày vừa qua thì cái số vòng eo bụng dưới của mình đã giảm được 4 đến 5 cm. Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Mình thì không có béo mà thậm chí còn hơi gầy và mình muốn là tăng cân lên một xíu, nhưng mà cái bụng dưới với một bà mẹ đã sinh mổ hai con ấy thì thực sự là mình có tập luyện nhưng cái việc mà siết cơ ở bụng dưới nó cũng khó hơn rất là nhiều và nó vẫn có cái bụng dưới lộ khi mà mình đồ bặc đồ bó nó cũng không có đẹp. Và cũng nhờ cái sản phẩm này và mình đã giảm ngót đi được khoảng 4 phân đến 5 phân, nó cũng xê dịch 4 đến 5 phân, mọi người thấy tuyệt vời không cả nhà? Và bây giờ thì yêu vô cùng cái dòng sản phẩm này. Mọi người thấy là ba bạn vừa nãy đã chia sẻ, tất cả những người đã từng dùng sản phẩm ai cũng yêu, và bây giờ thì khi mà mình yêu thì mình làm thế nào để mình có thể là lan tỏa cái tình yêu này tới mọi người để cho nhiều người biết hơn, và đồng thời thì kết quả kinh doanh của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Ở đây anh chị em nào mình đã kinh doanh dòng sản phẩm này mà chưa ra đơn không cả nhà? Có ai mà mình đã biết đến dòng sản phẩm này, mong muốn kinh doanh nó mà mình chưa có đơn hàng nào và mình chưa ra được đơn hàng nào không cả nhà? Mọi người điền lên khung chat cho mình, nếu mọi người có đơn rồi thì mọi người ghi số 1. Và mọi người chưa có ra được đơn thì mọi người cho mình số 0 đi ạ. Mọi người nếu mà chưa có đơn mọi người cho mình số 0. Mình thấy cũng vẫn có bạn mà chưa thể ra đơn được với dòng sản phẩm này. Thế thì các bạn không phải lo. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyên gia vô cùng tuyệt vời sẽ có thể chia sẻ chúng ta cái cách thức chúng ta có thể lan tỏa và giới thiệu tới khách hàng cái dòng sản phẩm tuyệt vời mà chúng ta có thể có cái đơn hàng một cách rất là tự nhiên. Không biết là cái chương trình này đã có phần 1 rồi và anh chị em nào mình đã từng vào Zoom phần 1 về cái Zoom mà chia sẻ cái việc mà kinh doanh sản phẩm của Orifarm. Hôm nay có ai mình xem banner và mình biết là chia sẻ ngày hôm nay của chuyên gia nào không ạ? Cho mình tên của cô ấy đi. Nếu như anh chị em mình biết được là hôm nay là có một cái chuyên gia chia sẻ rất là tuyệt vời và bạn ấy đã chia sẻ ở Zoom lần trước rồi. Rồi mình đã thấy trên khung chat là tên Võ Tiết. Võ Tiết đúng không ạ? Chứng tỏ là anh chị em mình rất là hóng chờ, rất mong đúng không ạ? Mọi người hãy thả bông thả hoa để mình chuẩn bị mình chào đón cô ấy nhé. Trước đây thì mọi người đã xem cái phần 1 của Tuyết, chắc là mọi người cũng thấy cái sức hút của Võ Tuyết như thế nào rồi đúng cả nhà. Võ Tuyết là một giáo viên tiếng Nhật và hiện tại là mentor 1 sao của Roppy. Bạn ấy là một chuyên gia dinh dưỡng của Roppy luôn, rất yêu thích dòng sức khỏe và chăm sóc về sức khỏe. Và Orifarmed cũng là cái sản phẩm chiến lược của bạn ấy, về chính và cái tình yêu đó, vì cái chuyên môn của bạn ấy cũng như tình yêu của bạn ấy mà bạn ấy lan tỏa cái sản phẩm này sẽ nhẹ nhàng, giống như cái cách mà chúng ta vẫn nói ở Dropy ấy, là bán hàng nhẹ như hơi thở đấy cả nhà. Và đây Võ Tuyết
Đúng là cái người đã lan tỏa bán hàng nhẹ như hơi thở luôn cả nhà. Mọi người đang hóng chờ, rất hóng chờ đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình sẽ xin mời Võ Tuyết sẽ lên Zoom của chúng ta chia sẻ về phần 2, cái cách thức để chúng ta có thể là chia sẻ bán hàng, làm thế nào để một cách hiệu quả nhất, cũng như là mình có thể lan tỏa tới khách hàng những cái công dụng tuyệt vời nhất của cái sản phẩm, để có thể tư vấn cho khách hàng chúng ta có cái hiệu quả sau khi sử dụng, đúng cả nhà. Bây giờ thì mình xin nhờ cánh tay của anh chị em trong Zoom chúng ta hãy gửi bông gửi hoa đi, để mình có thể mời được Võ Tuyết chúng ta năng lượng hơn đi ạ, để Võ Tuyết có thể là chia sẻ hết tất cả bằng tất cả tâm huyết của cô ấy, được không cả nhà? Mình hãy gửi nhiều bông nhiều hoa nữa đi ạ, để mình thấy là cái phòng Zoom của chúng ta thực sự năng lượng rồi, thì mình sẽ mời Võ Tuyết lên nhá. Rồi xin nhờ hát mình spotlight Võ Tuyết lên với. Xin chào Tuyết, đây rồi, cô gái xinh đẹp của chúng ta đây rồi. Rồi, Võ Tuyết xin chào chị MC, rất là dễ thương, nói chuyện rất là hay, duyên dáng trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Em chào tất cả các anh chị có mặt trong Zoom ạ. Nãy giờ em ngồi em đọc comment của các anh chị là tối nay có nhiều Zoom quá, không biết học Zoom nào. Chắc chắn là hơn 50 anh chị có mặt trong Zoom tối nay là những anh chị thật sự rất là yêu thích, rất là dành những cái tình cảm thân thương nhất cho nhãn hàng cũng như là cho Võ Tuyết khi mà nhìn thấy cái banner, đúng không các anh chị? Và team Võ Tuyết cũng vậy, hôm nay là tối hôm nay tất cả là có 8, hình như là 8 cái Zoom, 8 nhãn hàng. Nhưng mà các anh chị đã không ngần ngại thời gian của mình, dành thời gian của mình trọn vẹn yêu thương cho cái buổi Zoom tối hôm nay. Thì chị MC đã giới thiệu cái timeline cho cả nhà mình đó là hôm nay mình được học về sản phẩm này, mình học về cách bán hàng này. Cả nhà mình có nghe âm thanh của em rõ không ạ? Rõ lắm. Vậy em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vậy thì một lần nữa em xin chào tất cả các anh chị có mặt trong Zoom nha. Chị MC đã giới thiệu với em rất là kỹ rồi, thì cũng rất là nhiều các anh chị cũng đã biết em qua cái buổi đào tạo buổi đầu tiên. Vì mình không có nhiều thời gian cho nên là mình phải thêm một cái buổi hôm nay nữa để truyền tải lại cho các anh chị, chia sẻ lại cho tất cả các anh chị yêu thích cái nhãn hàng về Men Vision, để mình có những cái cách thức bán hàng, và để mình làm sao cho nó trọn vẹn nhất được cái sản phẩm mà mình đã đầu tư vào, mình chọn nó là sản phẩm phễu, sản phẩm chiến lược để mình đi lâu dài cùng Robby. Và tối ngày hôm nay là cái buổi tiếp theo của cái buổi học hôm trước của nhà phát triển sản phẩm, đó là Orifarmac các anh chị nhé, phần 2 ạ. Và em cũng tin rằng là cái kiến thức còn lại của buổi học ngày hôm nay, những anh chị nào mà đã học buổi hôm trước thì mình sẽ thêm được những cái cách mà các anh chị sẽ kinh doanh về với nhãn hàng. Còn những anh chị nào mà mình hôm nay là ngày đầu tiên, mình chưa tham gia vào buổi hôm trước ấy, thì chắc là các anh chị sẽ xin lại cho em cái bản record để mình nghe được không ạ? Vậy thì cho em khảo sát một tí, đó là hồi nãy là em thấy cũng có rất là nhiều các anh chị số 1, số 0 rồi, nhưng mà em muốn khảo sát lại một lần nữa cho chính xác, đó là trong hồng dung của chúng ta là có bao nhiêu anh chị lần đầu tiên tham gia vào cái buổi Zoom của nhãn hàng Orifarmac, một cái line hàng chuyên về hệ tiêu hóa không các anh chị? Lần đầu tiên các anh chị nhé, có nghĩa là các anh chị chưa biết gì về cái sản phẩm này, cũng chưa từng tham gia vào một cái Zoom nào hết. Các anh chị là những cái đối tác mới, mình đăng ký tài khoản và mình vào với Robby và mình được người coach của mình gửi cái đường link và cho mình học cái buổi Zoom tối hôm nay, thì các anh chị chat giúp Võ Tuyết là chữ tôi được không ạ? Để Võ Tuyết biết là có bao nhiêu anh chị là người mới hoàn toàn, mình chưa biết gì về sản phẩm ngày hôm nay. Em đã thấy có hai cánh tay, đó là chữ tôi rồi. Còn các anh chị còn lại thì sao ạ? Em mới thấy có hai anh chị là người mới đúng không ạ? Vậy thì chắc là những anh chị còn lại là những anh chị đã từng học vào những cái buổi Zoom, đã từng biết về cái line hàng Men Vision của mình rồi đúng không các anh chị? Không sao các anh chị nhé, anh chị mới hoặc là anh chị cũ cũng đều không sao cả. Tại vì nhãn hàng luôn luôn đó là tạo điều kiện cho các anh chị hiểu về sản phẩm sơ rồi mình mới biết cách đó là mình bán hàng. Đã thêm, có thêm rất là nhiều cái cánh tay mà mình chưa biết về cái sản phẩm ngày hôm nay ạ. Rồi em cảm ơn các anh chị nhé. Vậy thì xin phép những anh chị cũ cho em đó là 7 đến 8 phút thôi các anh chị, 7 đến 8 phút để em giới thiệu lại về cái sản phẩm ngày hôm nay. Và các anh chị nào là người mới ấy, thì anh chị nào là người cũ ấy, thì không sao hết, mình sẽ có thêm một cái cơ hội, đó là mình thuộc về sản phẩm các anh chị. Tại vì là cái USP sản phẩm nó khá quan trọng tới cái việc chốt đơn của chúng ta, cho nên anh chị nào người cũ thì dành thời gian cùng ôn bài lại với em tầm 7-8 phút các anh chị nhé, là mình có thêm những cái kiến thức sâu về sản phẩm một tí. Các anh chị thấy một cái điều thực tế, đó là
tối ngày hôm nay em ngồi đây em chia sẻ cái câu chuyện bán hàng của các anh chị. Tức là ở nhãn hàng họ phải lựa chọn một cái thế mạnh và dựa trên cái thực tế đó là cái kết quả của người chia sẻ. Cái người nói lại việc cái cách thức bán hàng và bán ra được đơn hàng. Và trong số những cái đối tác đại lý họ phải tốn thời gian, có nghĩa là đi kết nối này, hỗ trợ ekip này, banner, nội dung, tất tần tật để cùng ra một cái chương trình tối ngày hôm nay. Tức là nhãn hàng phải có một cái tâm huyết thật sự muốn gửi đến cho tất cả các anh chị đối tác ở đây, muốn phát triển về doanh số của nhãn hàng thì hỗ trợ cho các anh chị đối tác, đó là mình bán ra được đơn hàng. Và đã liên kệ Robby rồi thì muốn đối tác của mình bán được cái sản phẩm, bán ra được đơn và phải dựa vào thêm những cái kinh nghiệm đã bán thực tế từ những cái bạn, từ những cái người mà đã đi bán trước. Cho nên là rất là nhiều cái nội dung liên quan trong một tuần mà nhãn hàng hỗ trợ cho cái lan hàng của mình được tối đa. Và các anh chị mà muốn bán được cái sản phẩm và các anh chị nhìn thấy là nhãn hàng Oriflame của chúng ta có những cái chương trình đó là tối thứ hai này, rồi tối thứ ba này, rồi tối thứ bảy, và có những cái buổi live stream vào buổi trưa nữa, thì các anh chị cố gắng đó là mình follow. Nếu như mình đã chọn cái sản phẩm này làm cái sản phẩm mà mình muốn ra đơn thật sự và mình muốn có một cái doanh số, mình có một cái nguồn thu nhập thật sự từ cái lan hàng hệ tiêu hóa các anh chị. Và ngoài ra thì còn có những cái chương trình 5AM nữa. Cho nên là các anh chị cố gắng follow vào những cái nhóm Gabo Work hoặc là những cái nhóm Zalo để mình cập nhật những cái đường link và những cái chương trình đào tạo của nhãn hàng các anh chị nhé. Bao nhiêu là cái phần quà từ nhãn hàng nữa, mini game và flash sale hàng ngày. Em thấy rất là nhiều cái sự hỗ trợ các anh chị. Nhưng tất cả những cái điều em chia sẻ nó chỉ là phụ thôi ạ. Và cái quan trọng á, là cho dù cái sự hỗ trợ tốt cỡ nào từ cái sản phẩm, từ cái nhãn hàng mà cái sản phẩm chúng ta không chất lượng ấy, thì bản thân chúng ta là đối tác, chúng ta là bán hàng, chúng ta đại diện cho một cái sản phẩm thì chúng ta cũng không bán ra được đơn hàng, đúng không các anh chị? Các anh chị có đồng ý với em không ạ? Và rất là may mắn là bản thân em là đã được đồng hành trải nghiệm cùng cái sản phẩm, giống như ba cái chị đã chia sẻ trong cái đầu chương trình ấy, là em đã trải nghiệm trong suốt 3 tháng về cái sản phẩm này và tìm hiểu tất cả những cái thông tin về nhà cung cấp, rồi em mới bắt đầu đưa ra quyết định đó là mình chiến đấu với cái lan hàng này và mình chọn nó làm cái sản phẩm chiến lược kinh doanh lâu dài trong Robby. Và thật sự là càng bán càng yêu và càng dùng thì càng thích các anh chị. Vì ở đây là mình đi giải quyết cái nhu cầu cho khách hàng, mình giúp cho khách hàng có một cái sức khỏe tốt hơn. Và bản thân mình mà mỗi ngày khi mình bán ra được đơn hàng rồi, mình lại cứ nhận được những cái phản hồi giống như là bé nhà em đã ăn tốt hơn, tăng cân, rồi nhờ cái viên nhai của chị mà tối qua bố nhà em đã hết đau bụng, hoặc là nhờ những cái gói tiêu hóa của chị mà em thấy mình đó là ăn uống đều hơn và cảm thấy tăng cân rõ rệt. Thì mình rất là vui các anh chị khi mà mình nhận được những cái phản hồi như vậy. Và em muốn chia sẻ đó là cái sản phẩm của nhà Oriflame trên kệ Robby chúng ta có cái điều gì thú vị so với những cái sản phẩm bên ngoài, mà tại sao chúng ta không bán những cái sản phẩm khác mà chúng ta phải chọn cái line hàng sản phẩm của Oriflame, hoặc là những cái sản phẩm ở bên ngoài thị trường rất là nhiều sản phẩm về men vi sinh, về hệ tiêu hóa, không phải là một cái sản phẩm nào khác mà chúng ta phải đi chọn sản phẩm trên kệ của Robby, đó là sản phẩm của nhà phát triển sản phẩm, đó là Oriflame. Và cái điều đầu tiên mà em muốn chia sẻ với ngắn gọn với các anh chị đó là rất là đặc biệt so với những cái sản phẩm ở bên ngoài. Ở đây đó là mình có một cái công nghệ đó là probiotic bao kép. Thì em sẽ chia sẻ ngắn gọn các anh chị nhé. Các anh chị hình dung đó là cái đường ruột của mình nó giống như là một cái bộ não thứ hai của con người vậy đó. Nếu như mà mình ăn không ngon, mình đau bụng, bụng mình có vấn đề gì thì mình sẽ dẫn đến ảnh hưởng tới sức khỏe, mệt mỏi, tinh thần đi xuống. Và tiêu hóa tốt, đường ruột tốt thì mình ăn mới ngon, mình mới có sức khỏe làm việc. Và đường ruột khỏe mạnh thì tinh thần, tâm trạng, sức khỏe, làn da, thể trạng và cả cái năng lượng của con người nó đều duy trì một ngày nó tốt. Cho nên là chúng ta phải đặc biệt là phải giữ cho cái hệ vi sinh được ruột một cách tốt nhất. Và nhất là những cái giai đoạn 1000 đầu đời của con nhỏ, và cho mọi lứa tuổi trong gia đình, mọi đối tượng trong gia đình đều phải có cái đường ruột tốt, thì cái tinh thần, nói chung là tất cả nó đều ảnh hưởng tới một cái hệ vi sinh đường ruột các anh chị. Nó cũng giống như là một cái bộ gen thứ hai, mỗi người có một cái khác nhau, nó không giống nhau, cho nên không ai giống ai. Và cái tình trạng sức khỏe của mỗi người nó sẽ phụ thuộc vào cái hệ vi sinh đường ruột của mỗi người. Và cái câu chuyện ở đây đó là tại sao chúng ta lại lựa chọn cái nhãn hàng Oriflame? Tại vì nó liên quan tới cái chữ đó là câu chuyện bao kép probiotic các anh chị. Đây là một cái công nghệ độc quyền do công ty đó là Cell Biotech ở Hàn Quốc và nghiên cứu ra và ứng dụng trên các sản phẩm.
Và cái vòng tròn mà các anh chị nhìn thấy trên cái slide mà Võ Tuyết chia sẻ, khi mà các anh chị tư vấn cho những cái người chuyên môn á, bắt buộc các anh chị phải hiểu về cái một chút kiến thức này. Có nghĩa là ở trên mỗi cái bao bì sản phẩm thì mình có cái vòng tròn, có cái chữ Dulux ạ. Và đây là cái bằng sáng chế độc quyền, nó hiện nay là trên toàn cầu, ở trên bao bì sản phẩm, nó chứng minh được một cái điều đó là sản phẩm này là được sản xuất trên cái công nghệ bao kép, rất đảm bảo cho một cái sản phẩm đã được chứng minh từ một cái nhãn hiệu ạ. Vậy thì khi tiêu dùng bất kỳ một cái sản phẩm nào liên quan tới sức khỏe, cái việc đầu tiên cái người khách hàng quan tâm á, là cái nguồn gốc nó đến từ đâu, họ hỏi là sản phẩm này là sản phẩm của nước nào, và họ muốn biết rõ về cái nhà cung cấp mà đã đưa ra cái sản phẩm này thì họ quyết định được cái việc mua hàng. Những cái người chuyên môn đó các anh chị, thì chúng ta có chút một kiến thức thì có nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, chúng ta sẽ chốt sale được nhiều cái đơn hàng khác nhau các anh chị. Đây là một cái sản phẩm đầu tiên, đó là nó đến từ Cell Biotech, đã được thành lập từ năm 1995 ạ. Thì ở đây có nghĩa là cell là một cái gì đó, cell là tế bào ạ. Bio là sinh học, là công nghệ sinh học tế bào. Một cái lĩnh vực nó khó, rất là khó trong cái ngành sinh học các anh chị. Khoa học, vì tế bào là nó có cái gì, nó rất là bé, nó rất là nhỏ. Và để mà nghiên cứu ra những cái gì liên quan tới tế bào phải là những người có chuyên môn, phải là những người có liên quan tới cái chuyên ngành. Chính vì vậy mà nơi đây là một cái tập đoàn chuyên gia hàng đầu, chuyên sâu về cái công nghệ sinh học, dẫn đầu về cái lĩnh vực đó là Robiotech trên toàn cầu, là một cái tổ chức công nghệ sinh học xuất sắc nhất tại nước Hàn. Nó đã chiếm thị phần đó là hơn 50% về men vi sinh. Ở đây có đội ngũ hơn 300 chuyên gia chuyên về vi sinh vật, chuyên nghiên cứu toàn hoàn toàn về men vi sinh hết, dựa trên một cái lớp công nghệ đó là bao kép ở thế hệ thứ tư, đã được cấp bằng sáng chế trên toàn cầu, và đã xuất khẩu đó là đến 40 cái quốc gia khác nhau. Và Cell Biotech có doanh thu đó là số 1 tại nước Hàn. Robiotech là một cái hệ lợi khuẩn cho cái đường ruột của con người, chuyên nghiên cứu về những cái gì liên quan tới hệ đường ruột cho con người. Và ở đây thì Cell Biotech còn giữ được một cái chủng độc quyền nghiên cứu về những cái tế bào rất là khó, mà đã giữ được cái chủng này các anh chị, và được lưu tại một cái ngân hàng gen ở đây. Tất cả những nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới đều tập trung tại Cell Biotech này, và cái chủng gen độc quyền này được cất giữ ở ngân hàng gen ở đây và xuất khẩu ra 40 nước cũng tại ở đây. Cho nên chúng ta bắt nguồn từ một cái gốc, cái sản phẩm chúng ta bắt nguồn từ một cái gốc ạ. Và nó hoàn toàn nó là nó không có giá cạnh tranh, mà nó theo một cái công nghệ độc quyền trên toàn cầu nữa. Cho nên các anh chị yên tâm, khi mà anh chị nào mà mình chưa quyết định được một cái sản phẩm để mình bán, đây là một cái sản phẩm, phải nói là một cái sản phẩm sẽ giúp cho các anh chị bùng nổ về cái doanh số của mình, nếu như các anh chị biết cách khai thác khách hàng. Và cái chương trình đó thì mình sẽ được học trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị nhé. Và hiện nay cái đơn vị mà Robby chúng ta đang được làm việc trực tiếp đó là nhãn hàng Orifarmex, là cái đơn vị độc quyền của Cell Biotech tại Việt Nam. Và cái bộ 4 sản phẩm vi sinh bao kép ở thế hệ thứ tư đó là chúng ta có viên nhai Biorolac này, Kitlac này, Rairobe bé này, Laclingon này. Thì tất cả 4 sản phẩm này được sử dụng trên một cái công nghệ đó là bao vi khuẩn acid ở thế hệ thứ tư các anh chị. Thì bao kép probiotic mới nhất và duy nhất hiện nay trên toàn thế giới. Thì Võ Tuyết cũng sẽ nói sơ cho các anh chị tại sao nó lại là thế hệ thứ tư ạ. Thế hệ 1 thì các anh chị hình dung nó là khi những cái sản phẩm ở thế hệ 1, cụ thể nó là những cái hộp sữa chua hoặc là cái hộp sữa Yakult, sữa chua hoặc là Yakult, thì nó thuộc dạng là thế hệ 1 ạ. Khi mà chúng ta cho con ăn, hoặc là trường mẫu giáo cho con chúng ta ăn ấy, hoặc là bản thân chúng ta mua về ăn, thì chúng ta nghĩ là ăn cái đó vào hệ tiêu hóa sẽ tốt, đúng không? Từ xưa giờ, nếu như chúng ta chưa biết gì và chúng ta đang nghĩ ăn sữa chua hoặc Yakult thì sẽ giúp tiêu hóa đường ruột của chúng ta tốt hơn. Thì hai cái sản phẩm đó là điển hình ở một cái thế hệ là 1 ạ. Và cái thế hệ 1 này là cái thế hệ không có bao các anh chị, là một cái thế hệ thấp nhất, thế hệ đầu, hay còn gọi là cái thế hệ trần. Trần là nó không có bao và nó không được bảo vệ. Ví dụ như là đưa cái lợi khuẩn vào thì nó sẽ chết hết các anh chị. Và mình nghĩ là nó khỏe, nhưng mà nó đi tới cái dạ dày ấy, thì nó sẽ bị đào thải ra hết rồi. Như vậy thì cái sản phẩm ở thế hệ 1 này nó không được an toàn các anh chị nhá. Gọi là nó không ăn thua gì hết ấy, nếu mà mình sử dụng. Và tiến bộ hơn một tí nữa thì mình sang tới thế hệ thứ 2 ạ. Thế hệ thứ hai thì thế hệ có bao rồi, nó tiến bộ hơn rồi. Nhưng mà ở đây là nó có những cái thành phần phụ, nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của mình không được cải thiện một cách tốt nhất.
và nó sẽ có cái tác dụng phụ. Hiện tại thì những cái sản phẩm ở thế hệ thứ hai thì chỉ còn ở nước Canada và nước Mỹ. Vì sản phẩm này thì không được ưu tiên khi mà dùng tới cái vấn đề sức khỏe về hệ tiêu hóa. Và tiếp theo thì con người của chúng ta, các nhà khoa học của chúng ta luôn luôn nghiên cứu và tìm ra một cái thế hệ tiến bộ hơn nữa là thế hệ thứ ba. Thế hệ này gọi là thế hệ có bao, cái bao này gọi là bao Vinan. Bao này thì nó kín lắm các anh chị, gọi là nó quá kín, nó quá chặt. Và những cái con lợi khuẩn nó không được phóng thích đi, nó nằm một chỗ và nó không chết. Cho nên là nó cũng không thực hiện được đầy đủ cái chức năng của nó. Vậy thì nếu như mà những cái con lợi khuẩn này nó không phóng ra, nó không thực hiện chức năng của nó, thì cái này cũng gọi là vô dụng, đúng không các anh chị? Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Cho nên những cái sản phẩm ở thế hệ thứ ba cũng không an toàn với cái hệ vi sinh đường ruột của chúng ta. Rồi đến tập đoàn Cell Biotech, nơi mà hội tụ 300 nhà nghiên cứu hàng đầu, đã phát hiện ra và đã nghiên cứu ra ở thế hệ thứ tư, là thế hệ bao kép thứ tư mà cái sản phẩm, bốn sản phẩm của chúng ta đang sở hữu, đang hiện hữu đây các anh chị. Và sản phẩm này, bao cái bao đầu tiên gọi là bao polysaccharid, nó sẽ giúp lợi khuẩn sống tốt hơn này, nó sẽ chịu được nhiệt này, chịu được tất cả những cái gì thẩm thấu và nó sẽ không bị phá hủy ạ. Và nó thêm một cái bao thứ hai nữa, người ta gọi là bao peptide, là cái bao giúp cho cái lợi khuẩn sống được ở dạ dày và nó bị co lại ở dạ dày, nhưng đến cái lợi khuẩn pH thì nó sẽ bị thay đổi và nó sẽ phóng thích ra. Và cái công nghệ bao kép này nó sẽ giúp tối ưu được cái khả năng sống sót qua dạ dày của lợi khuẩn 100 lần so với những cái vi khuẩn mà không có bao. Nó đại khái, nó hiểu là vi khuẩn sẽ chết rất là nhiều khi qua dạ dày, và chết bởi cái axit dạ dày là những cái axit dịch vị. Và thứ hai là nó bao lại những cái con vi khuẩn nó thế hệ sau, nó dày quá, nó làm cho cái sự phóng thích những cái con lợi khuẩn chưa đạt yêu cầu. Hình dung các chị, hình dung là một cái người mà đau bụng hay là bị rối loạn cái hệ vi sinh đường ruột, là mình muốn hết đau sau 1 đến 2 tiếng thì phải đủ cái số lượng hay là cái phóng thích nhanh ở ruột, thì ở ba cái thế hệ trước nó không đáp ứng được. Nhưng sang thế hệ thứ tư thì họ đã nghiên cứu ra, đó là dùng công nghệ bao kép bao các con lợi khuẩn lại bằng hai cái lớp bao mà Võ Tuyết vừa chia sẻ. Nó sẽ giúp duy trì bảo vệ các con vi khuẩn sống sót và đi vào ruột hiệu quả 100 lần so với sản phẩm khác. Đó, thì các anh chị, buổi hôm nay không phải buổi chuyên sâu về sản phẩm, cho nên các anh chị đại khái mình hiểu sơ sơ về bốn cái thế hệ của chúng ta, và chúng ta đang được sở hữu ở một cái nền tảng, một cái công nghệ, đó là thế hệ thứ tư, là cái thế hệ duy nhất hiện nay trên toàn cầu. Cho nên là mình rất là tự hào về cái sản phẩm của mình các anh chị. Phải nói là rất tự hào. Thì các anh chị nghe những cái chia sẻ, những cái feedback của các anh chị đã trải nghiệm rồi, chắc chắn trong nhóm của nhà phát triển sản phẩm họ có những cái anh chị, những cái khách hàng đã trải nghiệm, thì các anh chị có thể vào lấy để tham khảo thêm về cái hiệu quả của cái sản phẩm chúng ta các anh chị nhé. Vậy thì cái sản phẩm của chúng ta đã có bán được ở đâu không các anh chị? Đó là đã có mặt tại những cái bệnh viện An Bình này, bệnh viện Phụ Sản, bệnh viện Mekong và rất là nhiều cái hệ thống bệnh viện trên toàn quốc. Và ngoài ra thì mình còn có những cái chuỗi nhà thuốc đang phân phối, đó là chuỗi nhà thuốc Long Châu, Phạm Masi, nhà thuốc Trung Sơn, vân vân các anh chị. Và bây giờ thì mình sẽ điểm sơ qua là bốn cái sản phẩm của chúng ta bán là sản phẩm gì các anh chị nhé. Đầu tiên nói ngắn gọn sơ qua, đó là sản phẩm Bio Rolac ạ. Ở đây là mình thuộc 6 chủng probiotic, và rebiotic nó sẽ giúp cho cái sức khỏe mình chủ động này, nó sẽ đảm bảo được mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người già đều sử dụng được cái sản phẩm này. Sản phẩm Vinyai đây các anh chị. Và ở đây mình được thiết kế dạng đó, Vinyai rất là thơm ngon, rất là tiện dụng hàng ngày. Nó sẽ bổ sung được những cái vi khuẩn có lợi, nó sẽ cân bằng lại cái vi sinh đường ruột và giúp đường ruột của mỗi con người khỏe mạnh và giúp cái hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn và cải thiện hiệu quả được các bệnh đường ruột, tránh được những cái nguy cơ như là chúng ta ăn những cái thực phẩm lạ hay là khi chúng ta bị ngộ độc. Và chỉ cần uống vào một ngày 2 đến 3 viên thôi các anh chị, nhai một ngày đến 2-3 viên thôi, nó sẽ giúp đường ruột của các anh chị hiệu quả rất là rõ rệt. Và ở đây nó sẽ bảo vệ cái được tránh rối loạn được cái những cái vi khuẩn nội sinh nữa, hay là khi chúng ta bị stress, bị căng thẳng, bị cảm cúm, nó đều hỗ trợ hết các anh chị. Và ở đây là cái dạng viên nhai 1,5 gram, rất là dễ dùng, không cần nước, chúng ta nhai cũng được. Và nó có cái vị sữa rất là thơm, ngay cả các trẻ em đều rất là thích, như là những cái viên kẹo thôi ạ. Và ở đây được cái đặc biệt, đó là một cái công thức phối hợp 6 chủng, cho nên là cái công nghệ ở đây rất là cao. Ngoài ra cái điều mà đặc biệt em muốn nhấn mạnh các anh chị ở đây nữa là ở trong cái viên nhai Bio Rolac này còn có cái chất xơ hòa tan nữa. Chất xơ hòa tan rất là hiếm những cái sản phẩm có các anh chị nhé. Ở đây nó sẽ nuôi dưỡng và có những cái thành phần rất là quý,
nhất để mà cái vi khuẩn của chúng ta phát triển. Một lần nữa thì nó sẽ tăng cái hiệu quả sản phẩm lên rất là nhiều. Nếu như trong cái sản phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa có cái thành phần chất xơ hòa tan nữa, nó giúp được những cái bệnh mãn tính là mình dùng mình cải thiện được ạ. Và cái giá thành của cái hộp Biorolac này là 720.000 đồng. Như vậy khi mà chúng ta bán sản phẩm, chúng ta phải tìm hiểu về cái giá thành ạ. Ở đây trung bình ra là 13.000 đồng một viên. Nhưng mà ở thế hệ thứ tư các anh chị, sử dụng ở trên tầm quốc tế các anh chị nhé. Ví dụ như sữa chua thì các anh chị phải mua, hiện nay ở ngoài siêu thị thì bán tầm 15-20.000 đồng một hũ rồi. Ở thế hệ thứ ba thì những cái sản phẩm mà hàng xách tay, hàng nhập ấy, thì nó tầm 30-40.000 đồng một viên. Nhưng mà cái sản phẩm của chúng ta là tầm quốc tế, nó chỉ có giá là 13.000 đồng một viên. Nếu như chúng ta hiểu được cái điều này ạ. Rồi, mình sang cái sản phẩm thứ hai các anh chị nhé. Đó là cái sản phẩm Kit Lắc ạ. Đây là cái sản phẩm hỗ trợ 1.000 đầu đời cho các con từ 0 đến 3 tuổi. Ở đây thì công thức nghiên cứu là 4 probiotic và rebiotic cùng với 8 vitamin hiệu quả cao. Và nó sẽ an toàn cho các bé trẻ em từ 0 đến 36 tháng tuổi. Đặc biệt sản phẩm này có thành phần kẽm, các chị sẽ bổ sung những cái vi chất cho cơ thể các con. Và nó ở dạng đó là bột mịn hương dâu, rất là thơm, rất là ngon. Có thể cho bé ăn trực tiếp, pha vào bột ăn dặm hoặc là sữa cho con này. Cái sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ, đó là nó cung cấp rất là nhiều cái lợi khuẩn, cải thiện được cái hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa cho các con đó là những bệnh tiêu chảy này, táo bón này, viêm ruột này, những cái hội chứng như là viêm đại tràng, loạn khuẩn, rối loạn tiêu hóa, hay là các trẻ em ở giai đoạn đầu đời thì thường có các bệnh như là ăn khó tiêu, trào ngược, ngộ độc thực phẩm đó các anh chị. Và Kit Lắc thì bổ sung đầy đủ những cái vitamin, cải thiện được cái sự hấp thu và ngăn ngừa được bệnh, cải thiện và dinh dưỡng và giúp cho các bé đó là cải thiện được cả những cái tình trạng biếng ăn nữa. Sản phẩm Kit Lắc của chúng ta đó là có hai dòng giá, trung bình, tính ra trung bình là chúng ta sẽ có 12.000 đồng một cái gói, một gói Kit Lắc như thế này ạ. Cũng như cái sản phẩm Vinyai Biorolac, đó là so với những cái sản phẩm ở bên ngoài thị trường cùng công nghệ thì nó rất là rẻ, nếu như các anh chị tìm hiểu những cái sản phẩm đối thủ cạnh tranh nhé. Và sản phẩm thứ ba của chúng ta mà rất là nhiều các anh chị nãy giờ chia sẻ, cả MC của chúng ta cũng chia sẻ rất là hiệu quả, đó là sản phẩm Lắc Lingo nè. Đây là sản phẩm mà nhãn hàng đang rất là ưu ái cho những cái chương trình tư vấn, chương trình hỗ trợ, đó là 21 ngày giảm cân. Anh chị nào, mẹ bỉm nào mà có bụng bự, có nhu cầu giảm mỡ bụng, ngay lập tức tham gia vào cái nhóm đó cho em. Các anh chị sẽ thấy cái điều tuyệt vời ở trong đó các anh chị. Và cái sản phẩm này thì sở hữu một cái công thức, đó là 5 chuẩn của probiotic và rebiotic. Nó có sư chứa 6 loại vitamin, có vị cam sữa vô cùng thơm ngon, rất là dễ ăn, dễ dùng luôn các anh chị. Cho vào sữa chua hoặc là uống trực tiếp vào miệng nữa. Và sản phẩm sẽ hỗ trợ được giảm những cái triệu chứng, đó là rối loạn đường ruột do nhiễm khuẩn, dùng kháng sinh kéo dài này, chuyên cải thiện được những cái tình trạng mãn tính như là viêm đại tràng, táo bón, hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy do không dung nạp lacto. Thì ở đây có cái dòng giá đó là 480.000 30 gói, trung bình 16.000 đồng một gói. Một lần nữa, đây là một cái dòng sản phẩm rất rẻ so với thế hệ bao kép ở thế hệ thứ tư các anh chị nhé. Một sản phẩm cuối cùng các anh chị, đó là sản phẩm Rai Rồi Bé Bé ở trên kệ Robby của chúng ta. Sản phẩm chai, dạng chai cho các bé 2 năm đầu đời, 0 đến 24 tháng tuổi. Đây là sản phẩm nghiên cứu lâm sàng suốt 2 năm cho các trẻ em tại Đức, và để được đăng ký bản quyền, đó là công thức để tối ưu tăng trưởng và chiều cao. Sản phẩm này gồm 4 chuẩn ạ, đó là Bifido và Bacterium. Ở đây là những cái chuẩn quý giá nhất mà tối ưu được cái chức năng tiêu hóa, chuyển hóa được cái độ hấp thu dinh dưỡng và điều hòa được cái hệ miễn dịch. Và cái điều đặc biệt trong cái sản phẩm này, đó là các mẹ nào muốn con phát triển chiều cao, trong sản phẩm này có vitamin D3 hỗ trợ xương và răng cho các bé rất là tốt, giúp cho bé phát triển chiều cao. Ở đây mình là dạng giọt, 6 giọt mỗi ngày, mình nhỏ trực tiếp vào thức ăn cho bé hoặc là trên sữa, trên đầu ti của mẹ. Đây được gọi là một cái chế phẩm sinh học đầu tiên rất là cần thiết cho các bé từ lúc sinh ra các anh chị. Bé có đường ruột tốt hay không, và lớn lên có gặp những cái tình trạng bệnh hay không là do chúng ta chăm sóc từ những cái giai đoạn ra khỏi lòng mẹ như thế này, thì bé sẽ được cải thiện những cái tình trạng như là khỏi, không ói ọc này, không tiêu chảy táo bón này, hay là tước mọc răng, hoặc là các bé đi chích ngừa về, ăn dặm, thay đổi thời tiết,
giảm tràm lát sữa mề đay đều hỗ trợ được từ cái sản phẩm Rai Rồi Bé Bé này các anh chị nhé. Vậy thì bốn sản phẩm chúng ta có bốn cái mục đích khác nhau và bốn cái đối tượng khác nhau các anh chị, cho nên là cái đối tượng khách hàng của chúng ta vô cùng rộng nếu mà chúng ta biết cách tiếp cận. Và chúng ta sẽ có một cái tệp khách hàng rộng cho một gia đình ba thế hệ ạ. Trong đó có những người có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe chủ động này, trên cơ bản là đối tượng có vấn đề về tiêu hóa, những người dùng thuốc mà giảm để giảm cơn đau này, những người mà đang muốn chăm sóc sức khỏe chủ động một ngày tốt hơn, có cái sức khỏe healthy hơn, và những người muốn cải thiện được cái bệnh chuyển hóa hấp thu mãn tính. Và chúng ta có đầy đủ cái bộ bốn sản phẩm, đó là bốn cái sản phẩm mà cái giải pháp mà Võ Tuyết vừa chia sẻ với các anh chị. Vậy thì sản phẩm thì mình đã hiểu rõ rồi ạ. Nhưng mà để trở thành chuyên gia và để tư vấn chốt đơn được thì các anh chị phải cần học lại cái sản phẩm này một lần nữa, hai lần nữa cũng được các anh chị. Mình phải cố gắng, mình đầu tư thời gian cho cái việc học của mình về USP, về những cái tính ưu việt của sản phẩm và tại sao chúng ta lại phải lựa chọn cái sản phẩm này mà chúng ta không bán cái sản phẩm khác. Cho nên là các anh chị cố gắng đầu tư thời gian tầm một buổi hoặc là hai buổi để các anh chị học lại trên kênh YouTube hoặc là tham gia vào những cái buổi Zoom của nhãn hàng các anh chị nhé. Và sản phẩm này sẽ rất là dễ nếu như mà các anh chị chọn làm sản phẩm phễu và cho từng cái đối tượng khách hàng. Và anh chị chọn là nếu như anh chị nào mà đã có sản phẩm phễu rồi, đã ra đơn được rồi, là những anh chị cũ giống như Võ Tuyết đi, đã bắt đầu kinh doanh Robby, là mình đã ra đơn được và mình đã bán được sản phẩm phễu rồi, thì khi mình chọn thêm một cái line hàng sản phẩm mới được gọi là sản phẩm chiến lược thì mình sẽ chọn cả cái bộ bốn sản phẩm này làm sản phẩm chiến lược và sản phẩm lâu dài. Và tại vì là cái thị trường của nó rất là tiềm năng, rất là rộng, mình đi đâu mình cũng thấy khách hàng gặp vấn đề về hệ tiêu hóa, và không phải là mình đi đâu mình gặp người ta cũng nói ra các anh chị, nhưng mà cái vấn đề đó là mình làm sao để người ta nói ra cái vấn đề của người ta, để mình biết là người ta đang gặp cái vấn đề về đường ruột và hệ tiêu hóa, và mình sẽ biết cái cách tiếp cận vào các anh chị nhé. Và có bốn lý do mà các anh chị phải chọn cái sản phẩm này, đó là đây là một cái sản phẩm công nghệ đứng đầu thế giới này. Thứ hai nữa là đã được phân phối rất là rộng tại những cái hệ thống bệnh viện nhà thuốc rồi. Và thứ ba nữa là nó có một cái hiệu quả rất là nhanh rõ rệt nhờ cái công nghệ bao kép ở thế hệ thứ tư. Nó giữ được những cái con vi khuẩn sống ít nhất là 90% thoát khỏi cái dịch axit dạ dày đến đường ruột. Và thứ tư nữa đó là nó có cái độ tái tiêu dùng với người tiêu dùng khá là cao. Cho nên đây cũng là cái lý do mà em đã chọn làm cái sản phẩm chiến lược trong cái chiến lược kinh doanh của mình tại Robby. Vậy thì xác định khách hàng mục tiêu cho hai cái sản phẩm này. Đây là cái thực phẩm bổ sung dành cho mọi đối tượng, không riêng những cái đối tượng bị hệ tiêu hóa các anh chị nhé. Và chúng ta phải xác định được là khách hàng nào mua sản phẩm này thì chúng ta sẽ đi tới cái khách hàng đó. Đầu tiên đó là đối tượng khách hàng bị tiêu chảy, táo bón. Đây là những cái người mà hay bận rộn này, làm văn phòng này, hay là những cái người mà hay nhịn đi vệ sinh do cái công việc bận rộn lâu ngày quá, lâu năm tích tụ và gây ra những cái độc tố trong cơ thể và ảnh hưởng tới cái bệnh đường tiêu hóa của chúng ta. Thì những cái đối tượng này mình sẽ quan sát trong cái cuộc sống của chúng ta, từ online đến offline, từ cái ngành nghề, từ cái hành vi của khách hàng, chúng ta sẽ có cái cách tiếp cận vào các anh chị ha. Đối tượng thứ hai đó là trẻ em trẻ em rất là nhiều, trẻ em từ 1.000 đầu đời, đó là ngay cả từ lúc trong bụng mẹ, những bà bầu từ cái giai đoạn cuối thai kỳ là chúng ta có thể tiếp cận được cái sản phẩm này rồi, cho tới trẻ em mới sinh ra cho đến 3 năm đầu đời. Vậy thì trẻ em đầu đời thì hay bị những cái vấn đề khóc chiều tối này, khóc dạ đề này, táo bón này, biếng ăn còi cọc, kém hấp thu suy dinh dưỡng. Các mẹ có nhìn thấy là ở các bé, hầu như 100 bé là đến 99 bé đi học lớp mầm, lớp chồi, đi lớp là đã gặp những cái vấn đề này rồi các anh chị. Rất là ít những bé mà đã sinh ra là được phát triển bình thường. Thứ nhất là do về cái môi trường sống hiện nay nó càng hiện đại quá thì các bé gặp càng nhiều vấn đề ạ. Cho nên là chúng ta sẽ thấy được là cái tệp khách hàng của chúng ta ở các trẻ em rất là rộng, rất là nhiều. Xung quanh chúng ta ở đâu cũng có em bé, trường học, mẫu giáo, người hàng xóm, bà con láng giềng, anh chị em. Và các mẹ biển thì rất là hay quan tâm tới cái vấn đề đó là cái việc đi phân của con phân sống, phân mềm, phân có đi được hay không, con có bị vấn đề gì về phân không, là các mẹ đã rối lên rồi. Cho nên các chị em chúng ta, những anh chị đang chọn cái sản phẩm này phải biết cái đối tượng mà chúng ta tiếp cận vào các anh chị nhé. Tiếp theo là phụ nữ mang thai Phụ nữ mang thai là một cái đối tượng khách hàng, đó là bị táo bón rất là nặng và đi vệ sinh không được, họ bị mắc kẹt trong toilet và ngồi trong toilet mỗi ngày.
do vấn đề đó là táo bón các anh chị. Đối tượng tiếp theo là những anh nam hay đi nhậu và bị tiêu chảy ạ. Do ăn uống không đúng giờ giấc này và đi nhậu nhẹt triền miên này thì cái đường bụng sẽ có vấn đề. Và đối tượng tiếp theo đó là khách hàng bị nhiễm HB. Bây giờ thì dân số Việt Nam khoảng 70% là đã bị HB rồi. Thì điều trị phác đồ có kháng sinh, nhưng mà từ 3 đến 6 tháng thì sẽ bị nhiễm hết những con vi khuẩn có hại và diệt luôn được vi khuẩn có lợi. Và cơ thể trở nên bắt đầu yếu ớt mệt mỏi các anh chị, và không ăn uống được, ăn không ngon, ngủ hơn không ngon, do đó là từ đường ruột. Và HB hiện nay rất là nhiều cái, cho nên là mình hãy tập trung lớn vào cái đối tượng khách hàng này các anh chị nhé. Và tiếp theo đó là sức đề kháng của họ càng ngày càng kém đi. Họ bị có những người đó là họ bị nhiễm, vừa nhiễm COVID nữa, thì bắt đầu là mình lên cái chiến lược đó là mình phòng và mình chăm sóc chủ động trước khi mà gây bị những cái vấn đề này. Và tệp khách hàng nữa đó là bị ung thư ạ. Ung thư thì sản phẩm này nó sẽ không điều trị được, nhưng mà nó sẽ duy trì được sức khỏe và kéo dài được cái sự sống của người ta còn hơn là không. Cho nên là những người có cái ruột già bị mất được những cái di chứng men ở ruột già suy giảm rất là nhanh á, và khi mà ai hiểu được thì sẽ bổ sung cho những cái người lớn tuổi về những cái sản phẩm men để giảm được những cái tình trạng táo bón, mệt mỏi, ăn ngon hơn. Và cái đối tượng cuối cùng đó là những cái người mà sống lành mạnh, giống như là những chị phụ nữ muốn cơ thể mình đẹp hơn nè, healthy hơn nè, thì chúng ta có cái sản phẩm Lacklin Gold các anh chị nhé. Vậy thì tới đây nó khá dài để cho chúng ta đó là hiểu về sản phẩm, nhưng mà ít nhất thì các anh chị cũng phải hiểu những cái điều cơ bản như vậy thì mình mới bán được sản phẩm các anh chị. Cho nên là muốn rút ngắn hơn nữa cũng không rút ngắn được. Và hôm nữa là chúng ta đã học phần 1 về cái cách đó là khai trương cho một cái line hàng mới các anh chị. Ở đây thì có những anh chị mới bắt đầu về một cái sản phẩm mới, và có những anh chị là bán sản phẩm rồi, bán được những cái sản phẩm khác rồi, bắt đầu cho một cái line hàng mới. Có những anh chị đó là cũng đã bán được cái sản phẩm men vi sinh của chúng ta rồi. Cho nên là hôm bữa mình đã có cái cách nói chuyện tiếp cận với khách hàng, đó là cho 20 khách hàng nóng, khách hàng thân. Và cái câu từng câu chữ là Võ Tuyết cũng đã hướng dẫn cho các anh chị làm sao để mình ra đơn được rồi. Vậy thì cho em tương tác một tí, đó là hôm bữa là có anh chị nào mình đã đi xin vía mà và mình đã ra đơn được không các anh chị? Mình đã đi xin vía giống như là những cái tin nhắn của Võ Tuyết, và mình đã ra đơn được nhờ vào những cái tin nhắn mà mình đi xin vía, mình lấy may để mình khai trương một cái line hàng mới không ạ? Có anh chị nào có không? Nếu mà có thì các anh chị chat lên cho Võ Tuyết vui nhé. Có anh chị nào có thì mình chat lên cho Võ Tuyết vui nhé. Võ Tuyết đã có không các anh chị? Nếu mà hôm bữa có anh chị nào mà mình học mà mình ra đơn được các anh chị. Vui quá, Võ Tuyết đã thấy một người đầu tiên rồi các anh chị. Thì cái cách làm đó nó rất là hay các anh chị. Tại vì cái cách làm đó là bản thân em và những cái anh chị đã áp dụng cho một khi mà mình chọn được một cái line hàng sản phẩm mới á, thì đó là cái tâm lý của những cái người thân và những cái khách hàng nóng của chúng ta. Thì không biết là có các anh chị mới mà mình bữa trước là mình chưa được học cái cách nó tiếp cận đó, thì mình có muốn nghe lại không, hay là mình nghe lại record các anh chị? Anh chị có muốn nghe không ạ? Hay là mình nghe lại record nhé, để mình đỡ mất thời gian, để hôm nay còn rất là nhiều cái nội dung bán hàng tiếp theo nữa các anh chị ha. Tại vì cái cách đó thì em nói kỹ bữa hôm trước là và mỗi anh chị đối tác của chúng ta thì có các cách bán hàng khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, khi mình đến tại Robby ngành nghề khác nhau, đúng không các anh chị? Và rất là lợi nếu như anh chị nào có mặt trong Zoom mà đang làm bên những cái ngành nghề như là dược sĩ, nhà thuốc, trạm y tế, trung tâm y tế, bác sĩ, mà mình chọn đúng cái sản phẩm này các anh chị, thì không chỉ chốt đơn vài triệu một ngày đâu các anh chị, và chúng ta phải chốt được vài chục triệu trên một đơn hàng. Và đó là điều thực tế mà những anh chị trong team của Võ Tuyết làm bên những cái ngành nghề đó là ở dược sĩ và bác sĩ. Tại vì cái tư vấn về cái sản phẩm này nó khá là an toàn cho khách hàng, và mình cứ tự tin, mình hiểu kỹ sản phẩm và mình tự tin và mình chốt đơn cho khách hàng tới khám, cho bệnh nhân tới khám thôi. Và anh chị nào trong Zoom tối nay mà thuộc những cái anh chị đối tác như vậy thì là một cái lợi thế, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không xuất phát điểm như vậy và chúng ta là những người bình thường, chúng ta là những người giống như em nè, là những người chưa từng bán hàng online, hoặc là không rất là ít những cái mối quan hệ ở bên ngoài, thì chúng ta yên tâm, đó là ở Robby chúng ta có đào tạo và dạy hết những cái cách bán hàng cho chúng ta, cũng như là những cái buổi Zoom mà nhãn hàng đã hỗ trợ cho chúng ta như thế này. Và chỉ cần duy nhất thôi, duy nhất một cái yếu tố thôi, đó là các anh chị phải làm, các anh chị phải chịu làm ạ. Sau khi các anh chị học rồi, các anh chị phải làm.
Và cái cách làm bữa trước đó là làm nóng, chia sẻ cho cái đơn hàng mà rất là nhiều các anh chị ra được đơn hàng, đó là 20 khách hàng đầu tiên mà để các anh chị có đơn trong tay trong một ngày luôn. Thì hôm nay mình bỏ qua cái bước đó các anh chị ha, mình bỏ qua. Tại vì hôm bữa mình nói rồi, sợ mất thời gian của những anh chị mà mình đã nghe buổi 1. Vậy thì để mà bán hàng được hàng thì các anh chị phải biết đó là khách hàng này, bằng cách đó là mình phải khách hàng của chúng ta ở đâu, và bằng cách đó là mình gặp người và mình phải giao lưu, mình phải hỏi thăm, mình phải quan tâm. Mình quan tâm qua online, quan tâm qua offline. Trước giờ chúng ta đi mua hàng, chúng ta không bán hàng thì chúng ta không cần mối quan hệ cũng được các anh chị. Chỉ cần mối quan hệ trong gia đình, thân thiết họ hàng thôi là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi bán hàng bắt buộc các anh chị phải đi giao lưu, gặp gỡ, đi kết nối thật là nhiều người, thì các đơn hàng của các anh chị sẽ càng nhiều. Và khi mà đã có mối quan hệ rồi, các anh chị phải khơi gợi để họ nói ra cái vấn đề của họ, đang gặp cái vấn đề gì về đường ruột. Và anh chị phải nắm được và phải chia sẻ được cái nỗi đau, cái đồng cảm với khách hàng. Và cho em hỏi là các anh chị nào mà chưa bán được hàng, các anh chị đã trải nghiệm cái sản phẩm này chưa? Các anh chị thật lòng là các anh chị đã trải nghiệm chưa? Và có một vài anh chị cũng nghĩ đó là vào Robby đã tốn tiền mở tài khoản, bây giờ học Zoom rồi là bắt mua các sản phẩm trải nghiệm nữa. Nhưng mà thật sự là không bắt các anh chị nhé, không ép. Nhưng bản thân các anh chị mà chưa bán cho chính các anh chị được ấy, thì khách hàng sẽ không đủ độ thuyết phục để họ mua cái sản phẩm của các anh chị bán. Đó là cái cốt lõi để mình đi bán hàng, mình đi kinh doanh các anh chị. Mình bán phở ấy, thì mình phải biết được cái tô phở đó nó có vị như thế nào. Bản thân mình mà không dám hy sinh một cái tô phở để ăn ấy, thì khách hàng hỏi mình cũng không biết cách để mình nói cái phở này mình nấu như thế nào. Cho nên là huống hồ gì mình còn phải đi ăn những cái tô phở của quán khác, quán bên cạnh nữa để mình hiểu, đúng không các anh chị? Cho nên là các anh chị phải hiểu về cái sản phẩm mình trước, phải biết về cái sản phẩm mình nó như thế nào trước, từ cái hương vị cho tới tất tần tật về cái sản phẩm. Như vậy sống chết với một cái line hàng, một cái sản phẩm, thì các anh chị muốn trở thành best seller hoặc là muốn ra đơn được ấy, thì các anh chị phải hiểu về cái sản phẩm đó bằng mọi cách các anh chị. Và hiểu ở đây có nghĩa là các anh chị phải trải nghiệm, các anh chị phải dùng thử về cái sản phẩm của mình. Khách hàng hỏi tới đâu được thì các anh chị phải nói được tới đó, giống như là cái đứa con mình sinh ra, mình nuôi nấng, mình mang nặng đẻ đau, mình dạy dỗ nó có năng khiếu chỗ nào, hay là cơ thể nó có một cái dấu vết gì các anh chị biết hết, và mình yêu tất cả những cái gì thuộc về cái đứa con của mình, thì cái sản phẩm Men Vi Sinh ngày hôm nay, nếu như mà các anh chị yêu được như vậy thì các anh chị chắc chắn 100% các anh chị sẽ ra đơn rất là khủng khiếp các anh chị. Hãy trải nghiệm sản phẩm cho em các anh chị nhé. Và bây giờ mình sẽ đi bán hàng online tiếp theo các anh chị ha. Hôm trước là mình tiếp tục đó là mình xây dựng profile cá nhân này. Những các anh chị mới bắt đầu bằng cái line hàng hệ tiêu hóa của Oriflame, đăng bài chuyên về 4 cái dòng sản phẩm này cho em. Hãy cho cái người mua hàng, hãy cho cái tệp khách hàng tiềm năng của các anh chị biết là các anh chị đang bán cái sản phẩm gì. Và phải đăng 4 cái sản phẩm này trong một ngày cho em. Và chúng ta phải đăng gì cũng được, nhưng mà chúng ta phải đăng theo cái tuyến bài tương tác các anh chị ha. Đó là đăng video này, đăng live stream này, đăng feedback khách hàng này, đăng đơn hàng đi, đăng đơn hàng về này. Nhưng mà nó phải xoay quanh đúng một cái line hàng thôi. Đó là line hàng hệ tiêu hóa. Và trong đó thì mình phải có ít nhất 2 bài về cái sản phẩm trong một ngày các anh chị. Chắc là cho em xin share về cái màn hình của cái Facebook của em đi các anh chị ha. Vừa nói cho nó thuyết phục cho các anh chị. Em share cái màn hình Facebook của em các anh chị nhé. Có nghĩa là cái Facebook của em là trước giờ em đã bán cái sản phẩm khác rồi, thì bây giờ em đi chọn thêm một cái line hàng nữa, thì em cũng phải tập trung về cái sản phẩm đó các anh chị. Em phải tập trung về cái line hàng đó trong một thời gian, thì khách hàng mới biết được là em đang kinh doanh về cái sản phẩm đó. Thì ví dụ như các anh chị đi mua một cái sản phẩm nào đi, thì các anh chị cũng phải biết là cái người đó nó chuyên về cái sản phẩm đó, các anh chị mới dám bán cái sản phẩm đó, đúng không các anh chị? Em ở đây thì em live stream khá nhiều các anh chị, em live stream về cái sản phẩm Men Vi Sinh của mình khá nhiều, cho nên là cái độ tương tác ở trong đây nó để khách hàng tiềm năng, để cái danh sách khách hàng của mình biết về cái sản phẩm của em khá là tốt, nếu như mà em tiếp cận được bằng cái cách đó là live stream các anh chị nhé. Có nghĩa là khi mình làm online thì mình phải hiểu được Facebook và các anh chị đăng cái gì cũng được.
phải đăng cho em, nếu như là những anh chị mới, mình phải thông báo cho người ta biết là mình bán về cái sản phẩm men vi sinh các anh chị. Và mình ở đây, nếu mà các anh chị chưa hiểu về sản phẩm, chưa yêu sản phẩm như đứa con ấy, nói thẳng ra là các anh chị chưa trải nghiệm ấy, thì các anh chị chưa tự tin. Đó là mình chia sẻ bằng những cái lời văn thật sự của mình trên cái nền tảng Facebook của mình. Nhưng mà khi mà các anh chị đã trải nghiệm rồi, các anh chị yêu rồi ấy, thì mỗi ngày các anh chị đều nghĩ về cái men vi sinh hết. Như em mỗi ngày sáng dậy em phải nghĩ ra một cái content, em phải viết về cái bài viết về men vi sinh, hoặc là em phải bằng mọi cách em quay một cái bài về men vi sinh. Họ có nghĩa là trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ về bán cái sản phẩm men vi sinh này các anh chị. Hoặc là kể cả offline cũng vậy, mình đi đâu mình cũng thấy là nếu như mình khai thác được vài câu thì mình sẽ thấy khách hàng đó có nhu cầu về cái hệ đường ruột, hệ tiêu hóa của mình. Như vậy thì ở đây các anh chị sẽ đăng các tuyến bài các anh chị nhé. Đăng các tuyến bài về content này. Có thể là một ngày các anh chị đăng tuyến bài về content vào lúc buổi trưa cho em. Mình live stream vào buổi trưa, hoặc là buổi sáng thì các anh chị đăng cái gì tùy các anh chị. Ví dụ mình đăng về bài rugby, hoặc là mình đăng về những cái gì về cuộc sống của các anh chị. Và buổi tối, thường buổi tối như thế này. Đây là cái tuyến bài buổi tối các anh chị. Buổi tối thì các anh chị phải đăng về đơn hàng đi, đơn hàng về, và những cái đơn của mình, hoặc là những cái phản hồi, những cái feedback của khách hàng cho em. Có nghĩa là đập vào mắt khách hàng. Các anh chị phải cho khách hàng một cái thói quen, giống như là họ mở lên là họ phải thấy các anh chị. Họ thấy các anh chị là họ thấy các anh chị là bán cái sản phẩm về hệ tiêu hóa. Và họ thấy các anh chị bán sản phẩm về tiêu hóa là các anh chị phải có đơn, các anh chị phải bán được hàng. Làm sao cho các anh chị phải gọi là một cái kho hàng, hoặc là một cái người chuyên về bán cái sản phẩm đó. Thì khi mà cái vấn đề đường ruột của họ có, họ mới tin tưởng các anh chị và họ phải tìm tới các anh chị. Đó là cái cách làm về một cái sản phẩm. Thì khi mà các anh chị đăng cái sản phẩm, bán cái sản phẩm về hệ tiêu hóa, các anh chị cũng phải làm bằng cách đó cho em. Trong một cái khoảng thời gian 1 tuần, 2 tuần, các anh chị phải tiếp cận được cái tệp khách hàng cho mình. Đó là tập cho họ một cái thói quen, một cái văn hóa. Đó là các anh chị là những người chuyên bán về men vi sinh, được không ạ? Thì cái này, cái cách đăng bài, thì cái này mình đã được học marketing không đồng rất là kỹ rồi các anh chị ha. Và cái đơn của chúng ta còn phụ thuộc vào cái danh sách khách hàng nữa. Cái này thì em đã nói bữa hôm trước rồi. Cái danh sách khách hàng của các anh chị nó có chất lượng hay không, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tệp khách hàng của các anh chị. Ít nhất phải có 4.000 người trở lên. Đây ạ, 4.000 người trở lên. Và 4.000 người này các anh chị phải thường xuyên, đó là lọc danh sách bạn bè ra các anh chị nhé. Xóa đi những cái người bạn mà không hoạt động Facebook. Và mình thường xuyên kết bạn lại một cái danh sách khách, kết bạn mới, là những người dược sĩ, là những người bác sĩ, là những người có mối quan hệ từ bạn bè đến bạn bè, là những người chất lượng vào các anh chị. Nếu như mà quan hệ họ hàng xóm láng giềng chúng ta đã kết bạn hết rồi, thì chúng ta phải thường xuyên lên những cái hội dược sĩ, hội bác sĩ, hội táo bón, hội tiêu chảy, hội đại tràng, rất rất là nhiều. Các anh chị chỉ cần gõ vào đây thôi nè, ở đây mình rất là nhiều hội ạ, hội táo bón, rồi hội dược sĩ, bác sĩ. Các anh chị cứ tìm ở trên đây, sau đó các anh chị vào, các anh chị kết bạn với những cái người mà đang có nhu cầu này các anh chị. Truy cập vào đây các anh chị. Mình ở trong đây nó có cả 32.915 thành viên này các anh chị nè. Những người nào mà hay tương tác, hay đăng bài lên, các anh chị hãy kết bạn vào. Đó là những cái người chất lượng đó các anh chị. Hoặc là những người mà hay đăng những status như thế này nè. Bé nhà mình 9 tuổi ăn uống kém, thường xuyên táo bón, mọi người có biết cách dùng gì không? Thì các anh chị hãy qua cái nick đợi nắng này, các anh chị kết bạn. Như vậy là những cái người này thật sự là những cái người chất lượng. Nếu như họ không phải là người bán hàng online, họ câu view các anh chị nhé, thì mình phải có cái thời gian mà rà soát trong cái việc này. Thì ở đây là cái cách làm để cho các anh chị đó là có một cái danh sách khách hàng chất lượng. Cái này thì mình cũng sẽ có thời gian mình nói kỹ sau các anh chị. Và cái việc sau mình, khi mà các anh chị có cái danh sách khách hàng chất lượng rồi, cái profile của các anh chị nó đã chất lượng chưa này, cái profile của các anh chị có ấn tượng, có đáng tin tưởng như là một cái cửa hàng online để người ta vào người ta mua cái sản phẩm về men vi sinh hay chưa, thì cái hình ảnh của các anh chị phải rõ ràng, cái thông tin của các anh chị phải rõ ràng, giống như là một cái cửa hàng nhà mình vậy đó. Quê quán, nguồn gốc, tuổi tác, lấy chồng lấy con chưa, nó phải đầy đủ ở đây các anh chị ha. Profile nó phải xịn sò qua cái buổi học công phu thì mình mới bán được cái sản phẩm của mình. Cái này thì Robby đã dạy rồi các anh chị nhé. Rồi các anh chị cũ, các anh chị cũ thì mình hãy nâng cấp bản thân mình lên bằng những cái video các anh chị, video sáng tạo, bằng những cái live stream về sản phẩm. Hai cái này thì marketing không đồng cũng đào tạo các anh chị, đào tạo rất là kỹ. Những cái video đơn giản như thế này thì không tốn quá nhiều thời gian các anh chị ha. Ví dụ như cái video này nó chỉ tốn cho Võ Tuyết tầm 5 phút để Võ Tuyết quay, chỉ cần có cái ý tưởng,
cầm cái sản phẩm đây là có ý tưởng ngay lập tức các anh chị, và edit lại tầm 15 phút nữa là nó sẽ xong một cái video. Thay vì chúng ta cứ một cái tuyến bài là content mãi thì khách hàng người ta lướt cái bài mình người ta cũng chán đúng không? Vậy thì mình hãy sáng tạo bằng những cái video. Ví dụ như cái video này thì quay nó chỉ tầm tốn, quay đi quay lại thì nó chỉ tầm tốn 30 phút, edit tầm gần một tiếng nữa là nó đã xong một cái video. Chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta đăng content nó nhanh, copy content của người khác nó cực kỳ nhanh, nhưng mà nó lại lâu, tại vì nó không ra kết quả, nó không ra đơn hàng. Thay vì vậy, chúng ta sẽ tốn thời gian làm video, tốn thời gian live stream thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà kết quả nó lại nhanh hơn, nó lại tiếp cận được khách hàng và nó lại ra đơn nhiều hơn. Đó, thì các anh chị hãy vào những cái bình luận này, Bảo Tuyết là những người người ta có đơn thật sự ở trên đây đó các anh chị. Những cái video này đều có đơn hết các anh chị. Hoặc là những cái live stream này nè, đơn bé, đơn to là đều có. Nếu như mà mình đã làm các anh chị, mình làm chất lượng là sẽ có các anh chị nhé. Vậy thì cố gắng, đó là thời gian đầu. Mình có thể mình copy content của nhà cung cấp, mình có thể copy content của người khác. Nhưng mà khi mình đã yêu sản phẩm, mình thuộc về sản phẩm rồi, mình hãy nghĩ ra những cái content cho chính bản thân mình các anh chị nhé. Hoặc là các anh chị có thể tham khảo một cái đích này các anh chị. Content cực kỳ hay về những cái men vi sinh, về cả cái sản phẩm lắc lingon và những cái sản phẩm về hệ tiêu hóa các anh chị. Cực kỳ chất lượng luôn, và đơn hàng chị này bán rất là tốt về cái sản phẩm men vi sinh của chúng ta các anh chị nhé. Các anh chị kéo lên một cái profile rất là xịn ạ. Một cái profile rất là chất. Các anh chị có thể tham khảo những cái bài viết ở trong đây các anh chị. Những cái bài viết mà không phải nhìn vào biết là chính cái người đó viết ra, bằng chính những cái câu chuyện thật sự, bằng chính cái tình yêu sản phẩm, là họ biết là cái người này thật sự đi trao cái giá trị cái sản phẩm này đến người khách hàng. Ở chính những người khách hàng mua hàng thì mình mới có những cái đơn như thế này. Cho nên là các anh chị cố gắng đầu tư cho cái việc đó là nâng cấp bản thân bằng cái việc đó là nghĩ content này, yêu sản phẩm này, làm những cái video này. Có nghĩa là các tuyến bài của các anh chị nó khác nhau, làm cho cái profile của các anh chị nó phong phú, nó đa dạng hơn. Em tin là cái kênh marketing không đồng mà các anh chị có thể tiếp cận khách hàng lạ, nó sẽ ra hiệu quả cho các anh chị. Thì cái tệp khách hàng người thân, giống như là mình đi xin ví á, mình để mình có đơn ngay lập tức ấy, thì đến một ngày nào đó các anh chị cũng phải sẽ hết cái mối quan hệ đúng không? Hoặc là mình đâu phải ngày nào mình cũng đi xin vía người ta được. Mình đâu phải ngày nào mình cũng nhắn tin là chị là người may mắn, chị ủng hộ cho em đơn hàng về hệ tiêu hóa được đâu đúng không các anh chị? Và trong mối quan hệ chúng ta thì tầm 100 người thì chỉ có được tầm 5 người về cái mối quan hệ chất lượng và những cái người thân sẵn sàng mua hàng cho chúng ta thôi. Cho nên để mà kinh doanh lâu dài, các anh chị phải phát triển ra một cái tệp khách hàng lạ và làm những cái cách mà marketing không đồng mà em hướng dẫn sơ sơ trong một cái buổi review sơ sơ như thế này các anh chị. Nhớ là mình quay video, mình live stream là các anh chị sẽ chiến thắng về cái kênh đó là bán hàng marketing không đồng. Và anh chị học đúng một cái zoom của bốn cái sản phẩm này thôi các anh chị. Học cho em đến khi nào mà các chị bán được một đơn, hai đơn, ba đơn. Sau đó các anh chị hãy đi học cái sản phẩm khác. Bây giờ các anh chị thấy 8 dung, các anh chị đừng có mở hai cái nick lên, hai cái dung vào để các anh chị nghe dung này một nửa, dung kia một nửa, chắc chắn các anh chị sẽ không lấy được cái hiệu quả cái gì hết. Thay vì vậy hãy tập trung đúng một cái dung thôi. Học dung về men vi sinh, học đúng cho em 4 lần 4 ngày thật là kỹ để hiểu về sản phẩm, để hiểu về cái cách ra đơn. Sau đó bán được đơn hàng rồi hãy nghĩ tới cái việc là đi upsell lên những cái sản phẩm khác. Mà một khi mà đã bán được đơn hàng rồi thì khách hàng đã tin các anh chị rồi, trong gia đình đó họ sẽ có nhu cầu mua những cái sản phẩm khác của Robby, cho nên là các anh chị yên tâm. Đó, yêu sản phẩm, hiểu rõ nguồn gốc rồi thì các anh chị có rất là nhiều cái câu chuyện để các anh chị viết bài lên cái Facebook, cái Zalo của mình. Thêm vào đó nữa, mà cái cách làm nữa đó là cách kể chuyện các anh chị, kể lại những câu chuyện mà đã sử dụng hiệu quả qua Zoom. Và các anh chị hãy quay lại, các anh chị hãy đăng bài lên, nói rõ trường hợp, ví dụ như là hội chứng ruột kích thích nè các anh chị nè. Hay là những cái nói rõ ra các anh chị và hội chứng ruột kích thích này, hội chứng rò ruột này, bất dung nạp lacto này, hoặc là táo bón này. Các anh chị hãy nói đúng cái cụm từ, đúng cái đối tượng khách hàng đang gặp. Có nghĩa là anh chị muốn đăng bài hiệu quả, các anh chị phải hiểu thị trường ngách của nó, từng cái bệnh, đúng cái nhu cầu. Ví dụ như các anh chị đăng chung là sản phẩm nhà em hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp đường ruột của các bạn tốt hơn, giúp và cải thiện được những cái hội chứng bất dung nạp lacto. Đấy, thì như vậy thì có nghĩa là chung chung quá, nhiều khi người ta đọc chung chung quá, nhiều bệnh quá, người ta không có
người ta không có để ý. Nhưng mà khi các anh chị quay một cái đoạn video về một cái buổi Zoom, có những anh chị chia sẻ về đúng cái câu chuyện, thì các anh chị sẽ dùng đúng cái cụm từ đó để đăng lên cái content của mình. Em ví dụ như các anh chị nghe chị Ngọc Ngân nói về cái câu chuyện táo bón, thì các anh chị hãy nói đây là cái trường hợp táo bón mà đã cải thiện hết nhờ cái sản phẩm men vi sinh. Và các anh chị quay đúng cái đoạn video nói chất lượng về trong cái buổi Zoom đó, các anh chị đăng lên cái bờ tường của mình. Thì những cái người khách hàng mà đã gặp cái vấn đề táo bón, họ sẽ tò mò họ vào họ nghe cái video thay vì chúng ta sẽ viết content. Thì đó là cũng là một cái cách để các anh chị đăng bài lên mạng xã hội từng bệnh, từng nhu cầu, thị trường ngách các anh chị ha. Hoặc là trường hợp bị đại tràng thì các anh chị tìm cái người chia sẻ về đại tràng đó, hoặc là cái trường hợp bị bất dung nạp lacto hoặc là hội chứng ruột kích thích, các anh chị tìm đúng cái đoạn video trong cái buổi Zoom các anh chị chia sẻ về cái đó, các anh chị cho những cái cụm từ đó lên trên cái bờ tường của mình. Nếu như các anh chị muốn đi chuyên sâu về cái line hàng này thì chắc chắn cái đối tượng trong 5,000 bạn bè mà chất lượng của các anh chị profile đó, chắc chắn sẽ có những người họ đang gặp những cái bệnh này các anh chị, họ không nói với các anh chị, họ không nói gì, họ cũng không comment các anh chị, nhưng mà họ sẽ đi ngang qua, họ sẽ nhìn nghe cái đoạn này, có thể họ thả nhẹ một cái like, thả nhẹ một cái tim. Và nếu như họ có nhu cầu thật sự, họ thấy các anh chị chuyên về cái profile, chuyên về cái sản phẩm đó, họ sẽ inbox cho các anh chị. Đó là cái tâm lý của cái người mua hàng. Và các anh chị cố gắng là mình hãy thu lại những cái buổi Zoom bằng cách đó, là chỉ có cách đó là các anh chị chăm chỉ, các anh chị nghe record hoặc là các anh chị vào học Zoom các anh chị ha. Câu chuyện có thể là có thật, chính sự trải nghiệm của các gia đình của các anh chị cũng được, có thể là Zoom, có thể là mượn qua của nhà cung cấp, mình sẽ chuyển hóa bằng cái lời văn của mình trên Facebook. Hoặc là em ví dụ cái cách kể chuyện như thế này các anh chị, mình đăng bài lên như thế này thôi, nó sẽ rất là ấn tượng. Thay vì là chúng ta đăng cái content, chúng ta có thể viết là hôm nay vui quá, em gái bầu của tôi sắp tới ngày sanh, em tâm sự mỗi đêm chị ơi, có những hôm em ngồi nhà vệ sinh cả đêm, đã khó ngủ mà em còn cứ ngồi đó như coi như cái phòng của mình. Ôi là trời, có ai giống em gái của tôi không? Rồi ba ngày đều đặn, mỗi ngày 3 viên, em nhai cái viên thơm mùi sữa này đây. Giờ em còn 2 tuần nữa đi sanh mà em nói một cách thoải mái quá. Chị ơi, sao chị không mua cho em sớm cái viên thuốc này? Tôi nói nó không phải là thuốc đâu bé cưng. Viên nhai BioRelax công nghệ bao kép thế hệ 4 của Hàn Quốc đó, tuyệt chiêu cho các mẹ bầu đang bị táo bón, khó chịu thai kỳ, cam kết hiệu quả nhé. Đó cũng là một cái cách kể chuyện, nó rất là cảm xúc, nó rất là thật các anh chị. Thì những cái đối tượng bà bầu họ bị táo bón mà nói rõ với các anh chị là bị bầu ở giai đoạn thai kỳ cuối, rất là táo bón, rất là nhiều phần trăm, rất là lớn các anh chị nhé. Cho nên họ sẽ quan tâm tới cái câu chuyện của các anh chị. Nếu có một cái hình ảnh của các anh chị hoặc là người thân hoặc là khách hàng dùng cái viên nhai đó chụp lên, sau đó viết đúng cái câu chuyện cảm xúc như vậy lên, chắc chắn các anh chị sẽ tiếp cận được khách hàng. Chưa cần biết là mình có ra đơn hay không các anh chị nhé, nhưng mà mình sẽ tiếp cận được cái đối tượng khách hàng đó. Thay vì mình cứ ngồi ở nhà mình chờ đơn tới, chắc chắn đơn hàng không bao giờ tới với các anh chị, nhưng mà các anh chị phải làm thì nó mới ra đơn. Hoặc là một cái câu chuyện rất là nhẹ nhàng như thế này các anh chị. Có thể là chúng ta sẽ dùng tiếp cái viên nhai BioRelax này. Ví dụ như là những cô chú lớn tuổi hoặc là cha mẹ của chúng ta thì cũng hay thường xuyên bị táo bón đúng không? Thì chúng ta có thể lấy một cái hình ảnh của mẹ chúng ta đăng lên. Chắc chắn gia đình của các anh chị có trải nghiệm đúng không? Nhờ mẹ chụp một tấm hình, hoặc là mẹ đã sử dụng hiệu quả rồi thì chúng ta chụp cùng mẹ một tấm hình. Đây là hình ảnh của mẹ tôi, 70 tuổi, mới được cập nhật mới nhất trên các báo đài của Facebook của bà Võ Tuyết đây cả nhà. Mới tuần trước đi khám này, mẹ bị táo bón khó chịu, mặt mày cau có lắm. Mẹ kêu chắc là mẹ lớn tuổi rồi, ăn gì cũng không tiêu. Thì đúng thiệt, đường ruột của mẹ không khỏe như là tụi con được nữa. Cho nên là đau bụng táo bón thường xuyên là cái vấn đề bình thường. Thế mà có đứa con gái đã gửi cho mẹ cái viên gì nhai nhai, ngon ngon, thơm thơm mùi sữa. Ngày mẹ nhai có 3 viên, giờ ngon lành cành đào, cải thiện được đến 95% về cái bụng khó tiêu hay ở chua của mẹ rồi. Rồi mẹ còn hay bị bệnh ngồi táo bón nữa, bây giờ hết luôn rồi. Đó là những cái phương pháp kể chuyện mà kể lại câu chuyện trước và sau khi dùng sản phẩm. Các anh chị kèm theo hình ảnh và cá nhân của mình khi mình có cái sản phẩm đó các anh chị nhé. Được không các anh chị? Cái cách làm này nó có dễ hay nó khó cho các anh chị không ạ? Cái cách này thì nó em nghĩ là ai cũng làm được hết.
không quay video, không live stream gì hết, chỉ cần kể lại cái câu chuyện cảm xúc bằng cái xúc cảm về cái sản phẩm của mình. À, được không cả nhà nhá? Cái cách này thì em nghĩ là em hướng dẫn thì chắc cả nhà dễ hiểu ạ. À, tiếp theo là quay video. Video thì lúc nãy các anh chị nhìn thấy cái profile của em và chị Thúy An đó, thường xuyên có những cái đoạn video rất là hài nhưng mà bán được hàng nhờ những cái video này. À, đó là sử dụng Canva CapCut thì bên Robby cũng có dạy kỹ ạ. Chỉ cần học thôi là làm được. À, nó có các bước tiếp theo hướng dẫn hết trong những cái phần mềm này các anh chị. À, em muốn nhấn mạnh lại thế này, có nghĩa là khi các anh chị mà yêu cái sản phẩm men vi sinh của chúng ta, hiểu rõ về nó mà các anh chị muốn kiếm tiền thật sự với cái hoa hồng hàng tháng á, thì em thấy cái thị trường nó rất là rộng về cái men vi sinh này, và các anh chị có rất là nhiều cái ý tưởng cho cái sản phẩm này luôn, từ cái content này cho tới cái việc quay video này và cho tới cái việc live stream cũng vậy. Và live stream ấy thì các anh chị chắc chắn là các anh chị sẽ được học riêng một cái buổi live stream. Nhưng mà cũng muốn nói sơ cho các anh chị về cái tệp khách hàng live stream nó như thế này ạ. À, đây là cái sản phẩm gọi là cái phân khúc khách hàng là chung các anh chị nhé. Cái sản phẩm men vi sinh của chúng ta là cái sản phẩm là không phải giá thấp cũng không phải là giá cao, mà nó thuộc dạng là sản phẩm phân khúc khách hàng giá trung, giá bình thường. Thì nếu như mà các anh chị biết cách tiếp cận với khách hàng live stream cũng vậy, thì các anh chị phải có cái sản phẩm trên tay, phải hiểu là tại sao mình phải live stream mà mình không đăng bài cho nó nhanh cho rồi. Và các anh chị thấy những cái người mà bán hàng online ngày nay ấy, có thu nhập cao, có ai mà không live stream không các anh chị? Đều live stream hết các anh chị ha. Live stream là cái phương thức mà tương tác lan tỏa sản phẩm cực nhanh. Đăng bài các anh chị chỉ tiếp cận được 5 khách hàng, nhưng mà live stream các anh chị sẽ tiếp cận được nhân 5 lên các anh chị 25 khách hàng. Chỉ cần một nút chia sẻ trong một trong 5 người đó thôi. Nếu mà được cả 5 người thì các anh chị sẽ nhân 5 lên. Và nếu một cái content đăng lên mà không thấy, họ không thấy được cái bài của các anh chị đã đăng lên, nếu như tương tác của các anh chị tốt thì livestream nó sẽ phát rộng lên rất là nhiều. Nó sẽ thông báo là bạn Võ Tuyết đang phát trực tiếp. Và cái người đó có tò mò hay không, không cần biết là live về cái gì, họ cũng sẽ kích qua cái bờ tường của các anh chị, họ xem là các anh chị đang live về cái gì. Và live thì phải live nhiều các anh chị, live đều. Ví dụ như là các anh chị có nhu cầu mua một cái váy thì các anh chị phải thấy cái người mà bán váy đó xuất hiện và like thường xuyên. Like thường xuyên về cái váy đó, các anh chị mới đủ niềm tin về cái sản phẩm cái váy đó, đúng không? Và nó còn phụ thuộc vào cái cảm xúc mua hàng, khi mà các anh chị like có thu hút, like có năng lượng và like có hấp dẫn không trong cái buổi like nữa. Vậy thì cần chuẩn bị đó là đèn like này, background này, kịch bản này và cái độ tương tác nữa, đặc biệt là cái kịch bản like. Và sản phẩm chúng ta là sản phẩm tư vấn nên chúng ta sẽ có hai cách like. Một là chúng ta sẽ live với chuyên gia về cái sản phẩm đó để giải đáp, để tăng cái độ uy tín với khách hàng. À, giống như Võ Tuyết đã từng live mà cái sản phẩm lần này tương tác rất là tốt các anh chị. Đó là, và mình hiểu thêm được một vài người đang có nhu cầu và mình cũng sẽ tư vấn và mình sẽ follow với cái tệp khách hàng này. Thứ hai nữa đó là live bản thân, các anh chị tự tin thì các anh chị sẽ live một mình. Đó là live một mình như thế này các anh chị. Đây là cứ trung bình một tuần thì em sẽ live 3 lần về cái sản phẩm này. À, mình cũng bận nhưng mà mình cố gắng mình thu xếp làm sao cho mình live một cách đều nhất để cho khách hàng biết là mình đang chuyên về cái sản phẩm này các anh chị nhé. Đó, một tuần thì mình sẽ cố gắng sắp xếp live 3 lần. Thì sản phẩm chúng ta là sản phẩm không phải hàng xô, hàng giảm giá. Chúng ta không phải là chốt đơn là các anh chị chốt đơn để lại cú pháp 599.000, 699.000, mà chúng ta phải bán đúng giá. Và chúng ta phải có quà đi kèm trong cái chương trình này, hoặc là cái chương trình mini game cho nó hấp dẫn. À, em ví dụ một đoạn live các anh chị nhé. Em ví dụ thí nghiệm cho các anh chị một đoạn live 9 giờ 5 rồi các anh chị. À, em có 60 phút để nói nhưng mà có chắc cũng sắp hết giờ rồi. Em ví dụ một đoạn live như thế này ạ. Em xin chào cả nhà, lại là em đây, shop của nhà bóng đây, chuyên bán những cái sản phẩm dinh dưỡng về sức khỏe. Tối nay em lại lên live để có chương trình flash sale quà tặng xịn sò cho cả nhà. Ai đang xem em like cho em một nút like, một nút comment. Em nhắc lại một lần nữa đó là tối hôm nay em sẽ có quà tặng cho cả nhà mình. Nên ai yêu quý like em thì đừng ngại cho em một cái nút share nhé. Ví dụ như là em sẽ nhìn thấy là chị Hương đi ha. Em chào chị Hương, cảm ơn chị Hương đã luôn ủng hộ và những cái bài like của em. Em chào anh Bình nha. Nhà mình đã ăn tối chưa anh? Anh vào anh xem em like, cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu mà không có vấn đề gì, nếu mà yêu thích em, anh nhờ cố gắng đó là share bài cho em một nút share nha.
Đó, cảm ơn em, anh rất là nhiều đã xem live của em. Nhớ ở như cả nhà mình ở lại ủng hộ xem bài live của em. Lát nữa chắc chắn là em sẽ có quà khuyến mãi này. Ngoài ra thì em còn chơi mini game, mình còn được tặng quà nữa cả nhà. Chỉ cần xem em live thôi, mình vừa có mini game, mình vừa có tặng quà nữa. Rồi em bắt đầu lên cái sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay tặng quà cho cả nhà mình. Đó là các chị bầu này, các mẹ bỉm mới sanh này, các em bé này, mới sanh em bé này. Muốn con phát triển chiều cao, muốn tăng hệ miễn dịch, có đường ruột khỏe mạnh ngay từ cái giai đoạn đầu thì hãy dùng ngay cái sản phẩm đó là Rairo bé bé này cho em. Em đang cầm trên tay cái sản phẩm của nhà Orifarmax. Cam kết với nhà mình đó là sản phẩm duy nhất độc quyền ở công nghệ bao kép thế hệ thứ tư duy nhất hiện nay trên toàn thế giới. Nhưng mà bao giá đó là giá Việt Nam. Nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay đó là nếu mua cái sản phẩm này, em sẽ tặng cho nhà mình đó là 10 gói hỗ trợ hệ tiêu hóa đi kèm. Cho các bé em cũng đang cầm trên tay đây. Không những vậy em còn miễn phí ship cho nhà mình nữa, cho các chị, cho các mẹ nữa. Nên là nếu lấy sản phẩm này nhanh tay để lại cú pháp cho em là số 1 cộng kèm với số điện thoại. Đó các anh chị. Thì mình like như vậy, có nghĩa là đây là cái đơn giản em nói sơ sơ thôi. Còn nếu mà like thì em sẽ phân tích rõ về về cái sản phẩm, nói rõ cái lý do là cái chai này nó đặc biệt ở chỗ nào. Và nếu mà để bán được cái bộ 4 men vi sinh này mà có thu nhập tầm 6, 7, 80 triệu các anh chị, thì đối với em cũng cả là một vấn đề khó các anh chị, em chưa làm được các anh chị nhé. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra mà để có thu nhập 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu á, thì là một cái câu chuyện nó rất là bình thường để phát triển qua những cái kênh mà em vừa chia sẻ với các anh chị. Bản thân em còn chưa khai thác được hết cái đối tượng khách hàng nữa, vì nó quá nhiều, nó quá rộng, mà mình đang bán từ 3 đến 4 dòng sản phẩm lận. Cho nên là anh chị nào mà mới đầu á, mình muốn là chuyên về cái sản phẩm này, các anh chị hãy tập trung đúng cái sản phẩm này cho em. Và mình phát triển những cái kênh đó thôi, không cần các anh chị sáng tạo cái điều gì hết. Cho nên là nếu mà mình làm rồi mà nó chưa ra kết quả các anh chị, thì các anh chị xem là mình làm đúng chưa, mình làm chưa đúng cách, hoặc là mình làm nó chưa có tới. Kiểu như là mình hứng lên mình làm, mình có năng lượng thì mình làm, mình không thích nữa, mình thấy mệt mỏi và mình thấy chưa ra đơn rồi mình nản, mình không làm, thì chắc chắn là các anh chị đang làm nó lỡ dở, nó chưa tới được các anh chị. Rồi ví dụ như có thời gian thì các anh chị vào tương tác hội nhóm, hoặc là không có thì thôi các anh chị nghỉ, kiểu vậy đó. Cho nên là các anh chị cũng sẽ khó mà ra đơn. Không phải sản phẩm này đâu các anh chị, sản phẩm nào cũng vậy. Cho nên là các anh chị ở đây có điều đặc biệt, đó là sản phẩm men vi sinh của chúng ta, cái đối tượng khách hàng sau khi mà em bán thì em thấy nó quá rộng, cho nên là rất là dễ. Cho nên là thời gian ở đây mình rất là tập trung về cái sản phẩm này để mình ra đơn nhiều. Vậy thì đó là những cái kênh về online các anh chị ha. Vậy thì em sẽ nói 5 phút về cái kênh offline nữa các anh chị nhé. 5 phút, thêm 5 phút nữa về cái kênh offline cho các anh chị nào mà mình đang kênh offline các anh chị. Ở đây thì đơn hàng nó sẽ phụ thuộc vào cái việc đó là 90% vào cái mối quan hệ của các anh chị. Mối quan hệ của các anh chị nó có chất lượng y như cái kênh online vậy đó. Có nghĩa là không phải là mối quan hệ ở đây là giàu có tiền mới mua được cái sản phẩm chúng ta các anh chị, mà phải càng nhiều cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ có nhu cầu, họ là những người mua sắm này, và họ là những người có nhu cầu cao về cải thiện sức khỏe này, họ là những người am hiểu về sức khỏe này, họ là những người gặp cái vấn đề giống như là lúc nãy trẻ em, người ngồi văn phòng đấy, là các anh chị phải đi kết bạn thật nhiều vào những cái đối tượng đó cho em. Khi mà hiểu cái đối tượng đó mua sản phẩm của mình rồi, bằng mọi cách, bằng mọi giá, các anh chị phải đi kết giao từ mối quan hệ người này đến mối quan hệ người kia, từ những cái event cho tới những cái đám giỗ, đám tiệc, đám cưới, các anh chị phải đi kết bạn cho bằng được những cái mối quan hệ đó cho em. Và những cái người mà trong cái tầng lớp như là dược sĩ, bác sĩ, những cái người họ am hiểu về sức khỏe đó. Và cái việc bán qua cái kênh offline, chúng ta cũng sẽ có những cái cách bán hàng, đó là nghệ thuật bán hàng xung quanh này, nghệ thuật kể chuyện này, cũng y như online. Các anh chị phải có cái thao tác đó là trải nghiệm sản phẩm, sau đó thì mình đi đâu mình cũng yêu cái sản phẩm của mình, và mình đi gặp gỡ tiếp xúc với những cái người xung quanh. Mình chỉ cần ngồi kể chuyện, mình nói chuyện bình thường thôi các anh chị, ngay cả đi gội đầu thôi, ngay cả nói chuyện một cái cuộc nói chuyện bình thường với chị Thúy thôi các anh chị, đi gội đầu với chị Thúy mà chị Thúy tự nhiên chốt được cả 4 cái đơn hàng đó các anh chị. Tại vì là chị đó trong cái tiệm gội đầu đó, 4 cái khách hàng đó, chị thấy đâu người ta cũng có nhu cầu về hệ tiêu hóa, về cái hệ đường ruột của mình hết. Nhưng mà để làm sao chị chốt được? Có nghĩa là chị phải tự mở miệng ra, chị nói được cái câu chuyện về hệ tiêu hóa. Chị phải yêu cái sản phẩm về hệ tiêu hóa. Và chị phải thấy được là cái vấn đề, cái sản phẩm của chúng ta, 4 sản phẩm chúng ta đưa vào cái khách hàng, 4 trong 4 cái đối tượng khách hàng đó đều gặp 4 cái nhu cầu của họ hết. Thì các anh chị cũng phải luyện cái đô mình làm sao?
cho tới khi mình đi ra gặp một cái môi trường, mình thấy hầu như tất cả những người đều gặp những cái vấn đề muốn cải thiện sức khỏe, thì chắc chắn các anh chị sẽ chốt được hàng. Và cái việc còn lại là các anh chị sẽ học kỹ sản phẩm và các anh chị chốt đơn thôi. Và bắt gặp một câu chuyện nào đó không phải câu chuyện của mình cũng có thể đưa vào cái sản phẩm của mình vào được các anh chị. Ví dụ như là chị A đang nói với chị B là sao bụng dạo này ăn gì cũng đau, đau quặn từng cơn, bữa thì đi khám người ta đã cho uống thuốc mà chưa đỡ. Nếu như các anh chị không tự tin về sản phẩm, các anh chị chưa học về sản phẩm, các anh chị chỉ tự tin về bản thân mình thôi, thì các anh chị sẽ nói như thế này: chị ơi, chị dùng thử cái sản phẩm bên em đi, sản phẩm bên em tốt lắm, cái viên nhai hoặc là chị uống hoặc là chị nhai cái viên này thôi là chị sẽ hết đau bụng ngay, chị dùng, nhiều người dùng bảo tốt lắm rồi. Mà chúng ta là người lạ các anh chị, và các anh chị sẽ không chốt được cái đơn này tại vì 100% sẽ không ra đơn, tại vì là họ đâu có hiểu các anh chị bán cái gì, họ đâu có biết cái sản phẩm của các anh chị là cái sản phẩm nó đến từ đâu, và họ sẽ sợ các anh chị, họ né các anh chị. Nhưng nếu mà các anh chị hiểu các anh chị đang các người đó đang gặp vấn đề gì và các anh chị biết cách tiếp cận ấy, thì các anh chị sẽ khai thác từ từ thôi các anh chị. Trong cái trường hợp đó thì các anh chị có thể nói là chị có bị dị ứng thực phẩm gì không, hay là chị đã có vừa ăn cái món gì như là hải sản không. Khách hàng nói là ừ không, em chị không ăn, và các anh chị tiếp cận tiếp, không bỏ cuộc các anh chị nha. Trường hợp này là trường hợp thực tế các anh chị nè. Dạo này chị có căng thẳng hay stress gì không, hay là chị gặp cái vấn đề gì trong cuộc sống mà chị phải suy nghĩ nhiều không? Đấy, khách hàng trả lời là ừ, chị cũng có chút vấn đề. Chị đau, bị đau bụng dưới từng cơn, đau thắt phải không chị? Chị xem lúc mà chị đau bụng có bị cứng, chị sờ vào cái bụng chị có bị cứng không? Chị đi đại tiện có nhiều lần trong ngày nữa không? Chị đi khám họ có nói là chị bị hội chứng ruột kích thích không? Các anh chị, cái chị đó nói liền với em là sao em nói đúng cái vấn đề của chị quá, sao em biết? Chị còn bị táo bón nữa, chị tưởng chị bị viêm đại tràng, nhưng mà đi khám thì họ ra mới biết là cái hội chứng ruột kích thích. Viêm đại tràng nó khác, ruột kích thích nó khác các anh chị. Sau đó thì các anh chị đưa vào cái câu chuyện, không nói về sản phẩm các anh chị nhé. Tới câu chuyện tới chỗ này các anh chị không đưa sản phẩm vào ngay lập tức, mà các anh chị nói là em cũng có chị đồng nghiệp bị hội chứng ruột kích thích, mà uống cái viên này giờ hết rồi nè. Sản phẩm này là sản phẩm của hàng chị, công nghệ bao kép thế hệ thứ tư. Lấy cái điện thoại ra, mở cái hình sản phẩm ra. Chị có cái sản phẩm này, em có cái sản phẩm này, em gửi cho chị xem nè. Đồng nghiệp của em bị y chang như chị uống hết. Chị khách thấy chuyên gia quá các anh chị. Bạn này sao bạn nói đúng cái vấn đề của mình quá. Không phải bị viêm đại tràng mà là bị kích thích, mà bị đau bụng dưới nữa. Cái họ quan tâm ngay luôn các chị, họ hỏi tới luôn. Thậm chí là cái chị khách đó tự xin cái số Zalo, tự tìm hiểu về sản phẩm, rồi tự gửi cái hình ảnh cho chị và tự chị chốt đơn. Có nghĩa là mình phải hiểu rõ sản phẩm các chị, mình đã chuyên gia sản phẩm rồi nha, mà mình còn phải có cái kiến thức về nền tảng, kiến thức về dinh dưỡng nữa. Và mình phải, những cái điều này là những cái điều tự mình học các chị, tự học qua Google, tự học qua Zoom, tự hiểu về cái bệnh viêm đại tràng, về hội chứng kích thích nó là gì. Tại vì khi mà các anh chị yêu cái sản phẩm đó, các anh chị phải sẽ tự đi tìm hiểu hết. Có nghĩa là mình muốn là mình làm, mình yêu là mình tự đi tìm hiểu. Và mình ngoài hiểu sản phẩm ra thì mình còn phải hiểu rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh nữa. Thì em muốn nói là các anh chị có thêm một chút về kiến thức bên ngoài, về kiến thức dinh dưỡng, nếu như mà các anh chị muốn bán một cái sản phẩm nó liên quan tới sức khỏe các anh chị ạ. Tại vì sản phẩm sức khỏe là phải có độ tin tưởng rất là cao. Rất là nhiều cái trường hợp mà mình đã chốt đơn được đó là nhờ cái kiến thức ở bên ngoài nữa. Chứ mình không có gặp, mình nói khách là khi mình biết người ta có nhu cầu rồi mình nói là chị ơi chị mua cái men vi sinh bên em đi, nó tốt lắm, chị dùng là nó hết này, khách hàng ở bên em dùng là hết, chắc chắn là anh chị sẽ mất luôn người khách hàng đó. Mặc dù là biết cái khách hàng nó rơi vào tầm tay trước mắt mình đó các anh chị, mà mình không chốt được mình tức lắm. Các anh chị đi về nhà các anh chị sẽ ấm ức là trời ơi tại sao mình không chốt được cái khách này, do mình yếu kiến thức hay là do mình nói sai chỗ nào đó các anh chị. Và đó là một trong những cái lý do mà các anh chị sẽ có thêm được những cái đơn hàng khi mà các anh chị có cái kiến thức xung quanh của mình nữa các anh chị nhé. Sản phẩm nào cũng vậy, không chỉ riêng về sản phẩm về men vi sinh đâu, nhưng mà đây là em ví dụ một cái trường hợp thực tế cho các anh chị. Vậy thì ví dụ như thêm một ý nữa, đó là các anh chị đi các anh chị sống trong một cái môi trường đi các anh chị ha. Trong một cái môi trường, ví dụ các anh chị sống trong chung cư hoặc trong cái làng xóm của mình, mà các anh chị muốn bán được đơn thì các anh chị phải đi kết giao với những cái người xung quanh đó. Các anh chị phải cho đi trước. Ví dụ như các anh chị sống trong một cái chung cư, chung cư người ta nói là
trong cái ngày Trung Thu hoặc trong cái ngày Noel, có anh chị nào mà hy sinh ra để mình trang trí đèn Noel cho các bé không? Thì cái việc đó là đầu tiên là các anh chị phải đi kết bạn, đi kết nối, các anh chị cho đi. Sau đó là các anh chị có từ mối quan hệ từ những cái người dân trong chung cư, họ biết về các anh chị. Và sau đó các anh chị đăng cái bài gì lên sản phẩm, họ cũng ủng hộ hết các anh chị. Và tại sao đó là lý do tại sao mà trong một cái khu chung cư có 1.000 người, trong một cái nhóm chung cư Zalo có 1.000 người, mà cũng 2 người, 3 người bán cùng cái sản phẩm, mà trong cái hội chung cư họ không mua cái sản phẩm của cái người khác vì cái người khác họ không biết tới. Nhưng mà khi các anh chị đứng ra, các anh chị hy sinh, các anh chị cho đi trước cái giá trị của mình, có nghĩa là hy sinh cái thời gian của mình ra để mình giúp cho cái cộng đồng trước. Và sau đó các anh chị bán cái gì lên, người ta cũng mua, người ta cũng cái bạn này là cái bạn đã có hy sinh trong cái nhóm này, mình biết cái bạn này, mình thì mình sẽ tin tưởng hơn về cái sản phẩm bạn bán. Thì đó cũng là một công nhận cái cách làm mà kết bạn và cho đi trước các anh chị nhé. Có nghĩa là đi gieo, đi trồng á, rồi sau đó các anh chị sẽ đi gặt, đi hái được. Thì chắc là em xin dừng lại cái bài chia sẻ ngày hôm nay, tại vì em nhìn sơ qua cái giờ thì nó đã hơi lố đến thời gian của, tiếp theo của CEO của chúng ta rồi. Rồi em cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều, cảm ơn anh Vinh, cảm ơn chị MC và cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn Võ Tuyết rất là nhiều. Mọi người thấy thế nào ạ? Cô ấy chia sẻ có cuốn hút, có lôi cuốn không? Nói thật sự là mình nghe từ nãy giờ hút từng lời của cô ấy. Và cũng quên đi mất là mình đang dẫn dắt chương trình và nó có quá hơi lố một xíu, nhưng mà nghe hút quá, đúng không cả nhà? Rất là cảm ơn Võ Tuyết rất là nhiều. Với cô ấy thì mình có cảm giác như là ý tưởng lúc nào cũng có ở trong đầu, và tất cả nó đều đến từ cái việc mà chia sẻ cái tình yêu với sản phẩm, đúng không cả nhà? Kể cả offline lẫn online, đúng không cả nhà? Và một cái điều quan trọng nhất là đây là cái sản phẩm mình, dù là sản phẩm rất là tuyệt vời nhưng nó là cái sản phẩm cần đến cái sự tư vấn, đúng không? Thế nên là tất cả chúng ta khi mà muốn lan tỏa, muốn chia sẻ thì mình hãy từ cái cảm nhận của bản thân, cùng với những cái kiến thức của nhà cung cấp mà đã cung cấp cho chúng ta qua các cái buổi Zoom, với lại những cái cảm nhận từ chính cái trải nghiệm của mình, để mình lan tỏa, mình tư vấn cho cái khách hàng của chúng ta có được cái trải nghiệm mà cái kết quả nó hiệu quả nhất, đúng không cả nhà? Và chúng ta sẽ có phần hỏi đáp rất là hay với lại CEO của nhãn hàng chúng ta. Cuối chương trình này, lát nữa thì đây thì mình sẽ giới thiệu anh ấy lên để chúng vừa nãy thì mình có thấy là rất nhiều câu hỏi, rất là nhiều thắc mắc đã gửi lên khung chat rồi, thì mình sẽ được hỏi đáp trực tiếp nhé. Thế là anh chị em nào mà mình có câu hỏi thì lát nữa mình giơ tay hoặc là mình điền lên khung chat. Và mình cũng xin giới thiệu một chút với mọi người, nhắc lại một chút với mọi người là cái chương trình 21 ngày giảm cân của chúng ta ấy, đợt 3, là chúng ta đến cái giai đoạn cuối rồi, hôm nay là ngày cuối cùng nhỉ, đúng không cả nhà? Thì bên nhà phát triển sản phẩm cũng có cái link để điền kết quả nha mọi người đã tham gia vào cái chương trình 21 ngày giảm cân lần thứ 3 ấy, thì mọi người hãy vui lòng mọi người điền lên cái khung cái đường link nhé, cái đường link cái kết quả của mọi người, để bên phía ban tổ chức có thể là đánh giá cái kết quả cũng như là trao giải cho mọi người. Những người có cái kết quả tốt nhất thì mình sẽ có những cái giải thưởng để động viên và khuyến khích cho chúng ta, và đồng thời là những người đã tham gia chương trình này chúng ta sẽ được nhận cái chứng nhận từ phía nhà phát triển sản phẩm đã trải qua cái chương trình 21 ngày giảm cân, và chúng ta đã trở thành chuyên gia. Mình có thể là dùng chính cái gì mình đã học, những cái gì mình đã trải qua, mình có thể đi tư vấn cho các cái khách hàng tương lai của chúng ta nhé. Xin nhờ Hot, mình sẽ gửi lại cái link ở trên khung chat được không, cái link mà điền kết quả 21 ngày giảm cân ấy. Những ai đã từng tham gia cái chương trình đó thì mình hãy vui lòng mình điền vào cái kết quả vào cái đường link nhé. Và nếu như mà mình có đồng đội, mình biết đồng đội của mình có tham gia mà không vào Zoom ngày hôm nay thì vui lòng gửi cho mọi người ủng hộ cho mình và bên phía nhà phát triển sản phẩm nhé cả nhà. Và để không làm mất thời gian thêm thì mình xin được giới thiệu anh CEO của nhãn hàng tuyệt vời của chúng ta. Mọi người chắc là quá quen thuộc với anh ấy rồi đúng không? Chắc mình không cần phải giới thiệu lại nữa. Anh ấy có một bề dày kinh nghiệm, rất là nhiều kinh nghiệm trong cái nhãn hàng, về các cái line hàng và phát triển về sức khỏe, và đặc biệt là cái về lợi khuẩn này, vì anh ấy có tận những 28 năm kinh nghiệm trong nghề rồi, đúng cả nhà, và có tận 17 năm làm việc với lại viện nghiên cứu Cell Biotech, Biotech, và với 17 năm hợp tác cùng với lại nhà Nobel y học Barry Maxwell, đúng không? Như thế thì rất rất nhiều kinh nghiệm rồi, nên là chúng ta
có thể thoải mái mình hỏi đáp, mình có những cái thắc mắc gì mình sẽ hỏi anh ấy nhé. Và mọi người chắc chắn là đã ai cũng biết đến anh Nguyễn Văn Vinh rồi đúng không cả nhà? Xin nhờ mọi người mình hãy gửi cho anh Vinh những cái bông hoa đi để chúng ta chào và đón anh lên trên Zoom của chúng ta nhé. Hôm nay thì anh sẽ giải đáp cho chúng ta về rất là nhiều vấn đề liên quan đến sản phẩm. Ai mình lúc trước là mình có thấy các cái câu hỏi rồi thì xin phiền mọi người gửi lại lên khung chat nhá. Mọi người hãy tặng hoa cho anh đi ạ. Nếu mà chưa có đủ hoa, chưa có đủ năng lượng thì mình nghĩ là anh ấy chưa lên được đâu ạ. Thêm nữa thì nhiệt nữa đi ạ. Anh Vinh thấy sao, đủ hoa chưa anh Vinh ơi? Rồi, nhớ hot okay. Mình spotlight anh lên nhá. Mình thấy quá trời hoa, quá trời bông rồi anh Vinh ạ. Các bạn ơi, mỗi lần Vinh ngồi với các bạn thì Vinh cảm thấy là rất là thân thuộc. Trong tất cả các bạn chúng ta, và trong nay kể cả các bạn mới, các bạn Vinh thấy rất là cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn thấy hôm nay á, là chúng ta có một những cái chia sẻ thật sự là tuyệt vời. Và Vinh cũng lắng nghe chia sẻ của Hồng Hoàng nè, rồi Phan Thủy nè, rồi của Trang nè. Thật sự là tuyệt vời các bạn ơi. Vinh rất là vui, tại vì những cái gì mà Vinh làm á mà đã mang lại được cái kết quả như vậy rất là thật sự là hạnh phúc. Thì cũng hôm nay cũng một ngày hết sức đặc biệt, là ngày hôm nay là ngày 12, thứ hai không các bạn, thứ hai nè, ngày 12 nè. Vinh coi lại, Vinh kiểm lại thấy ngày 12 nè ha, rồi năm 2022 rồi, chúng ta có một cái ngày hết sức đặc biệt, và coi chúng ta được nghe mentor Võ Tuyết. Các bạn thấy tuyệt vời không? Các bạn thấy tuyệt vời, hãy thả những cái bông hoa và cảm ơn Võ Tuyết. Và anh Vinh nghĩ rằng chắc có lẽ là anh Vinh sẽ muốn là Tuyết làm sao bỏ thêm những lần nữa, bỏ chút thời gian để gắn bó với team, gắn bó với những buổi Zoom như thế này, với những người mà ủng hộ cho những cái hành trình của Vinh, như Vinh nói là cái câu chuyện mà bao kép trên thế giới đó mà mang về Việt Nam đó các bạn. Thì đây là một trong những cái điều mà mình cảm thấy là hạnh phúc. Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì hôm nay thì không biết trong thời gian mình nghĩ là cũng có nhiều để nói chuyện với các bạn nhiều. Thì có bất cứ cái câu hỏi gì các bạn cứ đặt lên, hoặc là có thể nhanh các bạn hãy đưa tay lên lên để mà trực tiếp giao lưu. Xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Lúc trước là em có nhìn thấy ở trên khung chat có bạn hỏi về cái cách sử dụng của Primer Pro bé bé anh ơi. Cách sử dụng Primer Pro bé bé nó dễ lắm các bạn ơi, tại vì bản thân cái Primer Pro bé bé nó là một trong những cái chất mà nó rất là thân thiện, có nghĩa là mình nhỏ thẳng vào miệng bé, bé cũng không có tức là không có cái vị gì mà nó cảm thấy khó chịu, tại vì đối với một đứa trẻ vừa mới sinh ra các bạn, nó rất là nhạy với cái tất cả các thế vị. Thật ra cái thiết kế này là một cái thiết kế nhưng mà hết sức là độc đáo trong đó, kể cả tất cả các thành phần đó, cho nên các bạn có thể nhỏ thẳng vào miệng bé là một cách. Rồi một cách nữa mà khi đứa trẻ vừa mới là người mẹ mới lọt đứa con sinh ra đấy các bạn, thì mình muốn làm sao mà cho đứa trẻ được ti mẹ đó, ti mẹ mà cái giọt đầu đời đó là nó có những vi khuẩn tốt nhất để cái quá trình hình thành hệ thống ruột nó gọi là lý tưởng nhất có thể, trong điều kiện có thể là nhỏ thẳng vào tim mẹ. Rồi còn khi bé lớn lên bú sữa mẹ thì dĩ nhiên nhỏ thẳng miệng được thì nhỏ thẳng vào sữa cũng ok. Rồi bé lớn hơn nữa, tại vì cái này có thể xài từ 0 đến 2 tuổi, thành ra lớn hơn chút xíu nữa thì mình có thể nhỏ vào thức ăn dặm. Nói chung là mình xài bất kỳ lúc nào trong ngày, miễn mà là mình có xài, tức là mình đang cung cấp những cái lợi khuẩn quý giá cho đường ruột của bé. Rồi mình cũng cung cấp luôn một cái lượng mà trên cả thế giới này cho đến ngày hôm nay xác định đó, là cần cho trẻ trong 2 năm đầu đời đó, là vitamin D3. Đấy. Và thay vì hồi xưa thì mình cũng rất là nhớ hồi xưa là người ta khuyên, thậm chí là giống như là gọi giáo dục truyền thông trên ở Việt Nam cũng như cả thế giới đó, giáo dục là gì, tắm nắng. Thực ra tắm nắng đó, thì sau này mới phát hiện ra một điều, các nhà khoa học phát hiện ra là tắm nắng từ 10 giờ tới 3 giờ chiều á thì mới có hiệu quả gọi là khơi mào cho cái hoạt động của vitamin D. Thế thì lên tức là nó kích hoạt cái hệ thống tạo ra vitamin D dưới da đó các bạn.
Thế thì đâu có thể nào mà cho trẻ mình đi phơi nắng kiểu đó, họ chưa tạo vitamin D nó đã bị hư da rồi. Đó là tại lý do tại sao sau này trên thế giới họ khuyên là xài chủ động vitamin D3 với cái liều là 400 UV. Với một đứa đứa trẻ khỏe mạnh thì đâu cần xài nhiều, cho nên mình chỉ cần xài 6 giọt thì nó đã có trong đó là 400 UV vitamin D3. Thay vì mình đi mua ngoài thị trường, ví dụ như là rất là nhiều sản phẩm vitamin D3 của những nhãn hiệu nổi tiếng thì các bạn đã mua là chắc là mình nghĩ cũng phải 300-400 ngàn, nếu gọi là nổi tiếng phải cỡ đó, cộng với lại một cái lượng vi sinh vật tốt mà gọi là quý giá nhất cho trẻ ở đầu đời là các bifidobacterium mà 4 loại với 500 triệu, các bạn sẽ không có tìm ra, công thức nào được như vậy đâu. Và đây là một trong những cái điều quý giá nhất mà mình nghĩ rằng dành cho đứa trẻ trong chính được được tích tụ vào cái sản phẩm chính là Rimer ProBaby. Có nghĩa là dùng bất kỳ lúc nào, miễn làm sao dùng Quá bao giờ hay cũng đúng anh, được cho trẻ. quá hay. Một cái sản phẩm mà nó kết hợp là vừa cải thiện đường ruột cho bé lại vừa cung cấp vitamin D cho bé nữa để phát triển chiều cao thì tuyệt vời quá rồi. Anh Cái Vinh này ơi, anh Vinh phải chia sẻ thêm một điều nữa nè các bạn. Thật ra anh Vinh là người nghiên cứu mà, thành ra anh Vinh cũng đi sâu vào lắm. Thì anh Vinh nói một điều như này, những con vi khuẩn quý của ruột mình là bifido, và những con quý giá nhất mà nó cần nhất cho trẻ mà ngay cho trẻ gọi là đầu đời thì rất rất là hiếm, thì đó là 4 con nằm trong cái lọ Rimer của bé. Và 4 con này thì các bạn biết giá nó mắc hơn bao nhiêu lần so với những con khác không? 10 lần. Đó. Cho nên thật sự các bạn đã xài một sản phẩm mà nếu như cùng có những bifido quý như vậy với công nghệ bao kép như vậy, bảo đảm rằng không có bất kỳ một sản phẩm nào hiện tại đang sản xuất được. Đó là điều các bạn tự hào là chúng ta đang xài sản phẩm như vậy đó. một sản phẩm mà nhiều tác dụng quá đúng không anh Vinh? Đúng rồi. Em thấy có bạn Đoàn Thị Thảo có hỏi là mẹ bầu thì dùng sản phẩm của mình có tốt cho bào thai không anh? Cái câu À, này em thấy hỏi rất câu là này nhiều trong Zoom. thì trả lời luôn, thật sự là tại làm sao mà hồi xưa giờ mình chuẩn bị trước sinh đôi khi nó không có hoàn chỉnh, rồi sinh ra đó con mình nó hay bị xì tẹt. Và vì sao cái hệ vi sinh đường ruột của người mẹ mà truyền sang con nó không có được lý tưởng, tức là mình chuẩn bị mà thật tốt chưa chắc đã đạt được cái lý tưởng các bạn, trong khi đó mình lại không có chuẩn bị kỹ. Thì cái việc chuẩn bị kỹ nhất là gì? Sức khỏe người mẹ phải tốt, và người mẹ không tránh những cái bệnh mà nếu có khả năng tránh được là ví dụ như là táo bón hay là vấn đề của tiêu hóa, rồi nhiều nhiều bệnh lắm, nhiều bệnh mà mình tại vì người mẹ không nên dùng thuốc, tại vì dùng thuốc là sẽ truyền qua nhau thai, truyền qua bào thai, thành ra không được dùng thuốc. Thì nếu như vậy thì đâu có còn cách nào và thân thiện và tốt nhất như cách mình dùng lợi khuẩn. Và bản bản chất các cái lợi khuẩn thì nếu như mình so sánh về mọi phương diện về hiệu quả tác dụng thì chắc chắn hơn tất cả mọi cái dao gua mình đang xài. Nói về an toàn thì nếu như đã nghiên cứu rồi thì biết rằng chắc chắn cái những cái này an toàn hơn bất kỳ cái con trong cái lợi khuẩn nào của sản phẩm lên men tự nhiên đấy, bởi vì nó là chính những cái con vi khuẩn tốt nhất của ruột mình đó các bạn, nó nằm trong công thức này. Đó. Ra nhiều khi các bạn có thể là trên thị trường quá nhiều loại, thậm chí là bào tử, thậm chí là nấm men á, thì bên cũng rất là ấy nấy, tại vì những cái đó nó không phải là vi khuẩn ruột mà vẫn đang xài. Thành ra bên nghĩ rằng nếu Vinh khuyên và khuyên một cách gọi là cái gì Vinh có thể nói một cách chân thành nhất là hãy dùng những lời khuẩn tốt như vậy đi. Thế bạn hoàn toàn yên tâm đúng không? Đây là những cái gì tốt Đúng nhất rồi. rồi, nên là cả Đúng mẹ rồi. và bé đều rất là an toàn. Đúng Em rồi. thấy có một câu hỏi của bạn Đặng Thị Thắng là bác Vinh cho em hỏi là ông cụ 90 tuổi sức khỏe rất tốt, ăn uống tốt nhưng mà bị táo bón lâu ngày thì giờ dùng sản phẩm như thế nào và liệu trình như thế nào để cải thiện tình trạng táo bón mãn tính như thế ấy? Với cụ 90 tuổi thì gần như cái điều mà điều đương nhiên là cái hệ vi sinh của mình thứ nhất là cái bề mặt ruột mình nó lão hóa, rồi cái hệ thống tiêu hóa của mình, chức năng tiêu hóa mình nó cũng bị suy giảm. Thì khi suy giảm thì nó tạo ra cái môi trường môi sinh nó sẽ bị xấu đi, mà trong đó cái hệ lợi khuẩn là nó không có được cái điều kiện tốt để nó phát triển mạnh. Và khi không phát triển mạnh mặc định là nó sẽ tăng sinh cái hệ vi sinh vật có hại,
Và vì vậy, người già thường xu hướng giảm đi những con tốt. Thì trong đó là khoa học đã chứng minh là nó sẽ giảm đi những cái con vi khuẩn mà trú đóng ở ruột già mình là những con bifido. Thì nếu những con bifido này bị thiếu hụt là cái bề mặt ruột mình là nó không được bảo vệ tốt. Rồi cái chức năng mà bifido nó làm nhiệm vụ là giải phóng và làm sạch ruột thì nó cũng bị trục giảm, cho nên nó cơ hội nó sẽ tăng lên những con mà có hại. Mà trong những con có hại mà thậm chí các bạn sẽ biết là những con đó hồi đó giờ nó chật chờ nhưng nó không phát triển được thì người già sẽ phát triển được, là nó sinh ra cái sự thối rữa trong ruột mình. Tất nhiên là độc chất là đương nhiên, mà cái mà táo bón chẳng qua là một trong những biểu hiện nhận thấy thôi. Thì đó là một trong những vấn đề đó. Có người ấy thì sẽ bị tiêu chảy, có người thì táo bón, còn nếu không gì cả đó thì cũng đang bị cái mầm độc chất nó sẽ tăng lên theo tuổi già. Thành ra cái cách tốt nhất là dùng những vi sinh vật tốt để bổ sung. Thì nếu như mà trong bốn sản phẩm này thì sản phẩm thích hợp thì một là mình chọn Bioract, hai là chọn Lactlingon. Nhưng riêng với người già thì mình vẫn muốn rằng dùng Lactlingon, bởi vì đây là một cơ chế mà làm sạch ruột nhanh nhất, và đào thải những cái độc tố vô ruột nhanh nhất, cũng như là cái tăng cái chuyển hóa của sức khỏe người già đang có vấn đề nhanh nhất. Thành ra dùng Lactlingon một thời gian, mình nghĩ rằng nếu như đường ruột không có đến mức độ mà nó đã suy giảm cái chức năng gọi là liệt cơ, liệt cái chức năng đại tiện, giống như là gọi là đơ cái đại tràng á, thì hầu hết đều vượt qua, và ít nhất là phân của họ cũng phải tốt lên mỗi ngày. Cụ thể phân tốt là gì, các bạn nghe mùi các biết liền thì sẽ chắc chắn sẽ tốt. Dùng Lactlingon, cách tốt nhất dùng là dùng với cái người lớn tuổi già như vậy thì mình dùng bắt buộc phải dùng cái liều ban đầu là cao. Thì thay vì mình trẻ thì mình dùng, thì bình thường hay khuyên là một tuần hai tuần là đã quá tốt rồi, quá sạch rồi. Tức là liều cao là 6 gói mỗi sáng và mỗi chiều. Mỗi chiều thì sáng là dùng trước bữa ăn, uống nước thì mình đang làm sạch ruột cho mỗi một ngày. Buổi chiều thì nhắc lại một lần, thì cũng trước bữa ăn khoảng chừng 30 đến 60 phút, và nó cũng hỗ trợ cho cái vừa cái sự tiêu hóa, đồng thời nó làm giúp cho cái quá trình sạch ruột cho khách đó. Như vậy thì đó là cái liều cao ban đầu. Còn sau này là mình khuyên hãy dùng một cách chủ động để cho bảo vệ cái đường ruột. Thì khi đó mình đã hiểu cái cơ chế nó rồi, nó quá lành và nó quá tốt và quá thân thiện thì mình dùng là 2, 4, 6 gói đều đủ, cũng đều không phải dư, nhưng gọi là không có bất kỳ một ảnh hưởng nào. Thậm chí mình nói các bạn, chia sẻ các bạn luôn, dùng 10 gói cũng không có dư, và nhiều hơn nữa cũng không có dư. Nhưng mà có nghĩa là chúng ta dùng một cách thông minh hiệu quả nhất là dùng sao cho chúng ta tự cảm thấy rằng tốt mỗi ngày đó, và bảo đảm một cách chắc chắn là nó không có rối loạn được, thì bắt đầu từ 2 gói trở lên đó. Như vậy thì có lẽ là giai đoạn 2 là cụ dùng khoảng 2 đến 4 gói ha. Rồi giai đoạn 2 thì không có quá khắt khe, thì dùng bất kỳ lúc nào, miễn là nhớ để dùng, để mình tăng cái lượng lợi khuẩn để cho bảo đảm một cách thường trực cái hệ lợi khuẩn tốt, tại vì nó đang sụt giảm đó. Nguyên tắc nó như vậy. Thì khi nó tốt là tự nó sẽ đi theo là gì các bạn, nó sẽ tiêu hóa được chất xơ, và tiêu hóa được chất xơ là người già ăn được chất xơ rồi phân nó sẽ quy định tốt hơn, và bản thân chưa đề cập đến ăn chất xơ thì nó cũng tự mềm phân và tốt hơn. Khi mà cái tình trạng phân mình được thay đổi, là tức là cái quá trình làm sạch phân ấy, là nó sẽ mềm và xốp. Đó là quy luật tự nhiên của ruột. Rồi thì đó là như vậy. Em lại thấy có bạn hỏi lại là bà bầu táo bón có an toàn không, thì mình xin phép mình trả lời thay cho anh Vinh là vừa nãy Vinh có nói rồi, hoàn toàn là an toàn nha các bạn. Về cho bà bầu thì an toàn cho cả mẹ và bé luôn, vì đây là những cái lợi khuẩn rất là tốt luôn. Và mình thấy là có bạn đại lý Ngọc Cẩm có hỏi là giảm cân cho phụ nữ 37 tuổi thì dùng liệu trình như thế nào. Cái này thì cũng xin mời bạn hãy tham gia vào các cái nhóm nhé, các cái nhóm của bên nhà cung cấp, và có cái nhóm của 21 ngày giảm cân ấy, thì ở trong đó thì có cái lộ trình chi tiết và anh Vinh sẽ tư vấn cụ thể cho từng người luôn, với lại những cái tiêu chuẩn của từng người, đúng không anh Vinh? Sẽ có thực đơn riêng của từng người và theo dõi hàng ngày luôn. Nên là Senior Hot thì cảm phiền sẽ gửi lại cái link của cái 21 ngày giảm cân
thì anh chị em nào mình quan tâm mình hãy join vào cái group đó nhé. Thì trong đó thì anh Vinh anh sẽ tư vấn cụ thể cho mỗi người nhé cả nhà. Ở ở trong cái chương trình này thì sợ nói thì nó sẽ mất thời gian nên là mình sẽ hỏi đáp ở trong đó nhé. Và có một cái nữa là cái 21 ngày giảm cân đợt 3 của chúng ta đã kết thúc rồi, thì anh chị em nào mình đã hoàn thành rồi mình hãy điền kết quả vào cái link mà bên phía nhà phát triển sản phẩm vừa mới gửi lên đây, thì để chúng ta sẽ có thể là được nhận cái chứng chỉ hoàn thành cái khóa học, cũng như là có cái cơ hội mình có kết quả tốt, mình sẽ có giải và mình sẽ có cái phần quà từ phía nhà phát triển sản phẩm của chúng ta, đúng không? Hôm nay thì chương trình rất là tuyệt vời, đến giờ này thì mình thấy là không hề mất đi, không hề bạn nào rời Zoom mà thậm chí còn tăng lên. Rất là biết ơn các bạn đã ngồi đến tận giờ này, mặc dù là nó quá giờ, hơi quá giờ một chút, nhưng mà tất cả những người từ ba anh chị chia sẻ, rồi là Võ Tuyết chia sẻ quá hay rồi, có rất là nhiều bạn là đã gửi lên khung chat là đề nghị là nhà cung cấp sẽ mời Võ Tuyết chia sẻ lại những lần tiếp theo, và mình nghĩ rằng là nhà cung cấp chắc chắn là sẽ mời Võ Tuyết rồi, đúng không ạ? Cô ấy chia sẻ quá hay rồi. Này là anh Vinh mời. Vâng, thế là mọi người hãy theo dõi các group của bên Horifarmed nhé. Thì các cái chương trình Zoom mà sẽ có những người chia sẻ rất là tuyệt vời, và Võ Tuyết cũng sẽ chia sẻ những lần sau nữa. Mọi người hãy theo dõi để chúng ta hãy vào Zoom của Võ Tuyết nha cả nhà. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã ngồi đến cuối chương trình, và thay mặt tất cả anh chị em trong Zoom xin gửi lời cảm ơn đến mentor một xa Võ Tuyết, cảm ơn CEO Nguyễn Văn Vinh, cảm ơn bạn Trang, cảm ơn bạn Hồng Hoàng và cảm ơn bạn Phúc đã có những cái chia sẻ vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn các anh chị em chúng ta hôm nay đã ngồi đến tận cuối chương trình và đã có những cái trải nghiệm, cũng có những cái những cái kiến thức, những cái chia sẻ mà hôm nay đã được nhận từ chia sẻ từ mentor Võ Tuyết, đúng cả nhà. Và mình sẽ được hy vọng mình sẽ được gặp bạn Võ Tuyết vào cái buổi Zoom tới nhé. Chúng ta sẽ cùng chào đón Võ Tuyết trong Zoom sau, và xin chúc mọi người ngủ ngon, có những cái giấc mơ đẹp, và ngày mai chúng ta sẽ có một cái ngày làm việc và nhiều năng lượng nhất nhé.